Tipitaka trong cái pháp học này á, thì nó gồm có cả ba phần, gồm có là ba cái vỏ giáo pháp của nhà Phật, tức là có là kinh, có cái tạng kinh, luật, và có cả cái tạng luận ở trong này, trong pháp học. Cái pháp học là để làm gì? Để mục đích, nó có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất á, là mục đích khai thị. Mục đích thứ hai của pháp học á, là biết được cái con đường đi, tức là Ariya Magga. Tức là nó có hai phần, một phần là khai thị, một phần là cái con đường. Con đường này là gọi là đường đạo cao thượng, gọi là đạo cao thượng. Đạo cao thượng, con đường là đạo cao thượng. Như vậy thì con đường đạo cao thượng là con đường gì? Là con đường từ một chúng sanh mà chuyển sang một thánh nhân. Đường là từ đau khổ mà chuyển sang an vui, từ luân hồi sanh tử chuyển sang niết bàn, từ một cái người tà kiến mà trở nên chánh kiến. Ví dụ như là từ khổ và chuyển sang vui nè, từ phàm chuyển sang thánh nè, từ tà kiến chuyển sang là chánh kiến nè, chuyển sang chánh kiến nè, rồi đó là từ là sinh tử chuyển sang niết bàn. Tức là cái con đường nào mà mình để chuyển này nè, nó chuyển, nó có một cách chuyển, thì cách chuyển đó ta gọi là con đường. Cái cách, cái phương pháp mà thực hiện phương pháp chuyển đó ta gọi là con đường. Con đường từ ở trong đau khổ này mình sang an vui, con đường từ phàm phu tục tử mình sang thành một vị thánh nhân, con đường từ cái tâm bình tà kiến sang chánh kiến, con đường từ sinh tử luân hồi đi sang niết bàn, bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt, đây là cái con đường Ariya Magga. Đây là con đường đạo cao thượng, đây là đạo cao thượng. Con đường đạo cao thượng ha. Như vậy thì đây là con đường đạo cao thượng, tức là cái con đường giải thoát, gọi là con đường giải thoát nhé. Giải thoát mọi đau khổ. Tất cả các cái đau khổ của chúng sanh. Cái thứ hai nữa là cái khai thị. Khai thị nghĩa là gì? Khai á là mở, thị là thấy. Mở gì? Mở tâm cho mình thấy. Bình thường á thì mình mở mắt ra mình mới thấy, còn bây giờ mở tâm mới thấy. Tại tâm là cái biết mà, cho nên mình mở cái tâm ra, mở mắt ra. Có mắt không thấy là tại vì chúng ta không có mở mắt để nhìn. Nếu chúng ta mở mắt để nhìn thì chúng ta sẽ thấy sắc, thấy cảnh. Còn chúng ta không mở mắt để nhìn thì làm sao chúng ta thấy? Thì có tâm cũng vậy, nếu chúng ta không có khai tâm thì làm sao mở trí? Như vậy thì cái khai thị á là để khai tâm, nhưng mà mở trí là nó qua pháp thực hành này. Còn cái khai tâm này mở trí cũng mở một cái trí tuệ một ít thôi, để nhận biết những cái gì nó lớn lớn thôi. Những cái gì lớn ta gọi là thô, những cái gì mà nhỏ nhỏ ta gọi là vi tế. Cho nhà Phật những cái gì to nè, ta gọi đó là phần thô. Cái gì nhỏ gọi là phần vi tế. Cái chữ vi với chữ tế này là chữ Hán đều là nhỏ hết á. Còn phần thô, phù, nó nổi lên trên, nó to thì chúng ta mới nhìn thấy. Cho nên khi mà khai thị để mở khai tâm cho chúng sanh, chúng sanh sẽ nhìn thấy những cái to, những cái dễ thấy, những cái bề nổi, gọi là thô phù. Phù là nổi, trên đỉnh phù dân là mây nổi, lên trên cái chữ phù là nổi. Như vậy thì thô phù là to mà nổi lên trên, bên ngoài mình nhìn thấy. Nhưng mà những cái vi tế là nhỏ 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 nhỏ, nó ẩn tàng, ẩn phức dưới bên trong á, thì chúng ta chưa thấy đâu. Nhờ mở cái tuệ mà sau khi chúng ta tu tập, chúng ta mới thể nhìn thấy được các pháp đó. Cho nên các pháp của nhà Phật á,
là nằm ở chỗ khai tuệ, tức là mở trí tuệ. Như vậy ai tu mà để hướng đến khai tuệ đều đúng hết. Cho nên trong nhà Phật có tam tuệ học. Tam tuệ học đó là gì? Là văn, là tư, là tu. Văn là học pháp, cái chữ văn là học pháp. Cái chữ văn tiếng Hán là nghe. Nhưng mà tại sao á mà học pháp mà trong kinh gọi là văn? Cho nên ở đời chúng ta có một cái môn mà liên quan tới chữ này gọi là môn văn học á. Văn là học á. Tại vì ngày xưa á không có chữ viết, chỉ có tiếng nói thôi. Cho nên học tất cả các cái phải qua tiếng nói. Cho nên ngày xưa cái người nào mà cái lỗ tai mình nghe được tốt á thì chúng ta học mới được. Còn người nào mà bị khiếm thính á là không có nghe nên người ta phải dùng cái bằng chữ này người ta viết. Còn cái người khiếm thị không thấy á thì chữ thua, chỉ cần nghe. Cho nên á là chúng ta thấy á là văn á là học, là người ta chỉ nghe, ngày xưa người ta chỉ nghe thôi. Người nào khiếm thính này học không được. Và thời Phật chừng khi khiếm thính có chữ này thì bằng mắt chúng ta mới nhìn, là thị mới thấy được. Nên đó quý vị á, cái chữ văn là nghe. Nên ngày xưa văn này có nghĩa là học đạo á. Học đạo tất cả đều qua cái lời nói của ông thầy. Cho nên đó là văn. Tư là người ta học xong. Tư này á, ta dịch ra là tư duy. Tư duy này nó gồm nhiều thứ để chúng ta suy nghĩ, chúng ta sắp xếp logic lại để mà chuẩn bị áp dụng vào trong đời sống. Những cái gì mình học thì không thể áp dụng hết trong đời sống được. Tại vì trong đời sống mình chỉ có phù hợp một số cái mình đã học thôi. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta học một cái pháp về là pháp xuất gia ở một rừng. Nhưng mà mình bây giờ có vợ có chồng ở nhà thì mình phải tư duy, mình suy nghĩ chứ, mình có áp dụng pháp đó được không? Pháp đó áp dụng thấy nó không được trong lúc này, trong giai đoạn này áp dụng không có được. Thì chúng ta đã học được cái pháp đó là pháp cao thượng, là đời sống cao thượng, nhưng có áp dụng được đâu? Làm sao mà bỏ cha bỏ mẹ bỏ nhà bỏ vợ bỏ con vô rừng tu tập mình chổng được? Cho nên mình suy nghĩ, không được, vậy mình tìm pháp nào lúc này nó phù hợp với mình nè. Pháp của người cư sĩ tại gia, có thể tu thiền định, có thể tu nhập thất. Cao nhất của người cư sĩ tại gia là tu nhập thất. Về cái hạnh tu là nhập thất. Như vậy thì mình có thể được nè, nhưng không được liên tục. Được ngày chủ nhật tại đi làm 7 ngày hoặc là ngày nghỉ lễ, ngày off day rồi đó thì mình làm được. Bắt đầu mình suy nghĩ, hoặc là mình suy nghĩ về cái câu nói này chưa hiểu, mình phải tra vấn hỏi người khác. Chúng ta phải có suy nghĩ, có tư duy. Từ suy nghĩ tư duy đó nên mới tới chánh tư duy đó. Chánh tư duy là nói đến một cái rốt ráo của tư duy đó, là tìm ra con đường ly tham, lìa sân và bất hại. Chánh tư duy, con đường ly tham, lìa sân và bất hại. Tức là chúng ta tư duy đến cuối cùng của nó là bao nhiêu đây thôi à. Tức là làm cách nào để trong đời sống mình có thể tu tập cái kiểu gì, như thế nào. Từ hạnh tu, từ cách thức tu là pháp môn tu, từ giới để phòng ngừa, dần dần áp dụng như thế nào đối với hoàn cảnh của cá nhân mình nè, người ta khác, mình khác, không có giống nhau. Mình đừng có đem đi so sánh. Mọi sự so sánh trên đời này đều là khập khểnh hết. Duyên khác, nghiệp khác, tâm khác, hoài bão khác, lý tưởng khác, hoàn cảnh khác, tập quán khác, nhận thức khác, trí tuệ khác. Mà mình so sánh với nhau sao mà so, quý vị không? Cho nên đừng bao giờ đem người thân của mình so sánh với bất kỳ một người nào cả. Đó là một sai lầm. Người ta chỉ bị tổn thương thôi. Chồng ta thấy ham, chồng mình á là thấy ghét gì đó, đại loại gì đó, so sánh gì là bị tổn thương thôi chứ không được cái gì hết chứ. Tại làm sao so sánh được?
ông chồng ta nghiệp khác, người khác. Bây giờ đem chồng ta về nhà mình đi, mới thấy cảnh. Tại ông chồng người ta yêu vợ người ta, ông chồng người ta đâu có yêu mình, cho nên về làm khổ mình ngay. Mà người ta về người ta làm sung sướng cho vợ người ta, mình thấy ham, đưa ông về nhà đi, rồi mới biết cảnh ông đâu có thương mình đâu, cho nên ông làm khổ mình. Thấy không? Đó là trên thực tế bắt đầu va chạm rồi đó. Thấy người ta thấy ngon nhưng mà áp dụng về nhà mình cái đó nó trở thành sai, phải không? Thấy người ta làm đúng mà vợ mình sai, đó là tuệ, tại tu duy người ta mới nhìn thấy được điều đó. Cho nên đó quý vị, trên đời này chúng ta có quyền ngưỡng mộ, nhưng chúng ta là không phải ngưỡng mộ là làm y chang, quý vị hiểu không? Nên Đức Phật ngài nói á, là y ngữ bất y nghĩa, y liễu nghĩa, y nghĩa bất y ngữ, xin lỗi, y nghĩa bất y ngữ, tức là theo cái nghĩa lý của nó thôi chứ đừng theo từ ngữ. Y pháp bất y nhân, có nghĩa là theo cái pháp mà tu thôi, cái đường á giá mắt giá tu thôi, chứ đừng có theo cái người ở thế gian. Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, tức là theo cái giải thoát thôi, theo cái tận cùng của chân lý thôi, chứ đừng có theo cái ở trên thế gian này, ở cái thể tục đế. Y trí bất y thức, thức nó sẽ mất đi theo nhân duyên, còn trí nó sẽ còn mãi, tại trí nó không chịu tác dụng bởi ba trái giá của nhân duyên, của sanh và diệt. Đó là trí tuệ hậu đắc trí, là sau khi tu mới có, là hậu đắc trí. Căn bản trí là tất cả chúng sanh hữu tình đều có bản tánh biết, gọi là căn bản trí. Căn bản trí ở đây chúng ta hiểu nhiều cái góc độ khác nhau. Có những khi á, chúng ta hiểu theo cái kiểu á, là mình học á, bữa nay á, là buổi 2 cũng được mà buổi 3 cũng được á, tại vì có một buổi mà chúng ta nói về tổng quan thay buổi kỳ rồi. Thôi giờ nói là buổi 3 đi cho nó đúng với cái buổi mình học 3 buổi rồi, nhưng mà cái buổi thứ 2 á, kỳ rồi đó, là chúng ta không có đi sâu vào ở trong bài mà chúng ta nói một cách tổng quan thôi. Nhưng mà thôi đặt buổi 3 cũng được. Thì chúng ta học 3 buổi rồi thấy buổi 2 nói về tổng quan của thế sự nhân sinh thôi. Nhưng mà thôi thì chúng ta đặt buổi 3 cũng được, không sao. Quý vị thấy đó, là cái văn là học nè, tư là để suy nghĩ cách nào mà mình học mình áp dụng trong đời, còn tu á là mình thực hành. Trong cái thực hành này nè, có giới, có hạnh tu, có pháp tu. Hạnh tu pháp tu nó đi đến định tuệ, cho nên khi mà tu á là thực hành á. Thực hành chứ không thực không ăn này. Thực hành. Có giới, có hạnh tu và có pháp tu. Thì pháp tu hạnh tu á thì đi tới chữ định và tuệ, cho nên gọi là giới định tuệ đó. Ông tu gì tôi không cần biết. Nhưng mà không có giới, không có định, không có tuệ thì không thể nào mà đi qua con đường này được. Không có giới định tuệ là không có qua con đường khổ sang vui, phàm sang thánh, tà kiến sang chánh kiến, rồi sinh tử sang niết bàn. Tu pháp nào cũng vậy chứ, pháp đúng nó có giới, có định, có tuệ. Tại vì nói giới định tuệ ba chữ thôi nhưng nó bao la lắm. Giới nó từ giới tướng sang cái giới tánh, từ cái giới tướng sang giới thanh tịnh. Cho nên đó quý vị, trên cái giới tướng thì nhiều người giữ khác nhau. Người giữ giới Bồ Tát, người giữ năm giới, người giữ tám giới, người giữ thập giới, người giữ giới Thích Xoa Mana, người giữ giới tỳ kheo, người giữ giới tỳ kheo ni, vân vân. Giới Phật chế ở trên đời này á, là thứ nhất á, là ngũ giới, thứ hai là bát giới, là tám giới, thứ hai cái thập giới nữa, là sa di sa di ni nữa, là bốn loại, Thích Xoa Mana nữa là năm loại, tỳ kheo, tỳ kheo ni nữa bảy loại, Bồ Tát nữa tám loại. Trên đời này chỉ có tám loại giới thôi, tám loại giới. Mà cái người tu theo đạo Phật phải giữ, ai thọ cái nào giữ cái đó, có tám loại thôi. Bây giờ kể lại ha, ngũ giới là một ha, bát giới là hai ha,
Sa-di, Sa-di, Ni á, là 4 ha. Thức So-ma-lan là 5 nha. Tỳ kheo ni là 7 nha. Bồ Tát giới là 8. Hết trơn rồi đó. Giới của Phật giới 8 loại giới. Nhưng mà người cư sĩ tại gia giữ được mấy giới? Người cư sĩ tại gia giữ nhiều nhất là được 3 loại giới. Đó là 5 giới và giới Bát Quan Trai là 8 giới. Và giữ giới Bồ Tát là người cư sĩ tại gia chỉ giữ nhiều nhất là 3 loại đó thôi. Còn người xuất gia có thể giữ hết 8 cái loại giới này tùy vào vị trí. Dù mới đi tu vô tu mà người ta giữ có 5 giới à. Mới vô tu người ta giữ 5 giới gọi là tập sự á. Gọi là sa di đuổi quạ, khu ô sa di rồi nó chưa thọ giới sa di. À, mà chỉ có là tập sự tu á, giữ 5 giới giống như người cư sĩ. Rồi lâu lâu lên phát tâm ngày giữ 8 giới, tập tu xuất gia. Rồi lúc đó mới tới giới sa di 10 giới hoặc là sa di ni. Đó là từ từ á. Cho nên những người tu sĩ á, có thể giữ 8 loại giới khác nhau. Cho nên rộng đường tu tập. Còn cái người cư sĩ á, thì chỉ giữ được cái 5 cái loại khác nhau mà thôi. Bây giờ hỏi, nếu con là người cư sĩ con giữ giới tỳ kheo được không? Cái đó là tùy mình phát tâm thôi. Chứ không có được, không được gì hết trơn á. Được hay không phải hỏi mình á. Hỏi mình coi mình làm nổi không á, chứ không phải được hay không. Được không mình hỏi mình á, chứ đừng hỏi người ta. Hiểu không? Cho nên hỏi người cư sĩ tại gia giữ giới tỳ kheo được không? Là được không hỏi mình á. Cái đó là mình phát tâm mình giữ thôi. Hiểu không? Còn hỏi làm như thế nào mày gọi là đúng pháp. Đúng, muốn đúng pháp thì chúng ta coi trong á, là luật của nhà Phật, giới luật của nhà Phật. Đó là tạng luật á, thì là phải có thọ giới gì, phải cái giới đàn gì, thì chúng ta lấy cái trong luật tứ phần, trong luật Maha Tăng Kỳ, luật Bí Xô, luật Tỳ Kheo, luật Tỳ Kheo Ni, có nhiều cái quyển luật lắm. Nhưng mà nói chung là người ta nói tới giới luật Đức Phật chế. Rồi người ta học về giới đó là khai giá trì phạm danh chủng tánh tướng. Có 8 cái nói về giới. Và phân biệt các loại giới, lấy giới đó thuộc về giới gì. Cái này là thuộc về giới Độc Kiết La, giới này thì thuộc về giới Tăng Tàng, giới này thuộc giới Ba La Di, giới này thuộc giới gì gì đó. Người ta phân cái loại giới tên giới. Và giới nào như thế nào gọi là phạm. Và phạm muốn phục hồi lại giới thì chúng ta phải sám hối như thế nào. Nó có cái cách mà Đức Phật ngài chỉ dạy người ta lưu lại, ghi lại ở trong cái tạng luật. Cho nên đó người ta phải học học giới. Nhưng mà tất cả không ngoài cái mục đích là để cho tâm mình môi trường thanh tịnh. Giới nó tạo thành môi trường, môi trường thanh tịnh. Tại vì các pháp Đức Phật dạy để tu chứng đắc á, nó đều là nảy nở trên cái môi trường này. Nó đều thành tựu trên môi trường của tâm giới thanh tịnh. Mà tâm giới thanh tịnh nó thuộc về riêng cá nhân của từng người, chứ nó không phải thuộc về tập thể. Cái tâm giới thanh tịnh nó thuộc về cá nhân từng người. Người đó đạt được hay chưa? Có thể ngày hôm qua chúng ta chưa đạt, hôm nay chúng ta đạt. Có thể hôm qua chúng ta đạt, hôm nay chúng ta mất cái giới đó, không đạt được. Cho nên có nhiều người người ta quậy dữ dằn hôm qua lắm, mà hôm nay người ta tu người ta đạt. Là tại vì là người ta tu đúng pháp, người ta bỏ hết, người ta giữ giới, ngày đó sẽ được giới thanh tịnh. Mà giới thanh tịnh ta thiền định, hoặc là người ta tu niệm Phật, hoặc người ta tu gì đó, người ta sẽ vào trong cảnh giới của định được. Người ta sẽ làm chủ được cái tâm mình trên nền tảng cái giới thanh tịnh. Cho nên tu khó nói lắm nha. Nhầm khi hôm qua cũng quậy đục nước á, nhưng mà hôm nay cũng giác ngộ lên. Ví dụ như tướng cướp Angolimala là tướng cướp vô não hả? Tức là ông giết nhiều người đó, đó là tội lớn nhất. Nhưng mà ông đi tu, ông bỏ hết tất cả. Dĩ nhiên gây quan trái thì sẽ bị người ta chửi, người ta mắng, người ta đánh đập gì đó. Nhưng mà ông vẫn nhẫn nhục, ngày tu tập. Và cuối cùng ngày đắc A-la-hán trong kiếp đó luôn. Thấy khủng khiếp cái sự nỗ lực ghê gớm của một con người.
Angulimala. Cho nên đó cũng là một cái bài học ở trong dân gian, đối với những người mà chúng ta đã từng làm những cái việc ác, làm cho nhiều người đau khổ hoặc một ít người đau khổ, người ta sám hối, người ta buông bỏ, người ta buông xả, rồi là người ta tu tập, người ta sẽ cũng có thể chứng đắc. Cho nên cái cơ hội mà để đắc pháp, cơ hội để tu chứng đắc cho tất cả mọi người đều rải đều cho tất cả mọi người ở nhân sinh này, chứ không có riêng ai, chứ đã là con người đều có cơ hội hết. Cái quan trọng mình có nhân có duyên, mình có tận dụng được hay không mà thôi. Chứ mất cái kiếp này rồi người ta tu không có được. Tại vì mình tu á, Đức Phật dạy cho mình cái pháp tu là dạy trên cái thân và tâm của con người. Pháp mà mình học ngày hôm nay là Đức Phật dạy cho con người học để con người thực hành. Khi mà chúng ta không là người nữa đó, chúng ta ra khỏi con người, rời khỏi thân xác này, chúng ta qua một cái loài khác, thì loài khác sẽ có một cái pháp khác. Ví dụ như Đức Phật quán thân trên thân của con người, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, giờ xuất ra khỏi cái thân này còn thân nữa đâu mà quán. Cho nên áp dụng bài pháp đó không áp dụng được trong một cái thân khác đó, quý vị hiểu không? Cho nên Đức Phật khi đến thế gian này, Đức Phật dạy cho con người về cái pháp tu đó. Nên chúng ta học, chúng ta có thể áp dụng mà tu đắc pháp ở trên thân con người. Nhưng mà qua các con khác rồi thì phải cái bài pháp dạy cho cái loài đó mới được. Loài đó cách suy nghĩ vậy, hoàn cảnh suy nghĩ thân như vậy, thì áp dụng cái pháp nó phải như vậy thì mới được. Ví dụ như á, là chúng ta dùng tưởng để quán từ bi, nhưng mà lên tới cõi trời vô tưởng mà để dạy quán từ bi thì không làm được, là tại vì á, cõi trời đó không có tưởng. Cho nên chúng ta dùng tưởng để quán từ bi, gọi là quán tưởng. Thì không có tưởng, lấy tưởng đâu mà quán. Nên lấy cái bài kinh ở tại thế gian này Đức Phật dạy cho con người, chúng ta về cõi trời vô tưởng, dạy lại cho ở trên đó để học. Người ta học không có được, là tại vì người ta không có tưởng, lấy gì mà quán tưởng. Hoặc là cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ, ở trên đó thì người ta vẫn có lúc có, chẳng phải tưởng mà chẳng phải không không tưởng. Thì lúc đó làm sao mà lấy tưởng để mà quán? Có những nơi không có thân, làm sao quán thân trên thân? Quý vị hiểu không? Cho nên nó căng này nghe. Không phải lấy cái tàng kinh này mà mình rải khắp vũ trụ mà được đâu. Cho nên khi mà chúng ta học Phật á, chúng ta mới thấy biết nhiều cái khía cạnh khác nhau. Mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng thôi, chứ không có thể biết hết nhiều vấn đề được đâu. Mà chúng ta chỉ biết cái vấn đề nào thuộc về phạm trù, phạm vi của con người mình ở thế gian. Mình ở thế gian mình biết cái đó áp dụng được ở trong thế gian. Nên mở khai trí tuệ là cái pháp khai thị. Khai thị chỉ khai được một phần trí tuệ thôi. Những cái gì mà chúng ta nhìn thấy được, nó dạng thô phù, bề nổi lên trên thôi, còn bề chìm không nhìn thấy. Thô là phần to, dễ nhận diện, còn cái phần tế nhỏ bên trong là cần phải tu sâu vào ở phía bên trong, và tuệ mở khai ra lớn nữa, lớn nữa, lớn nữa, thì chúng ta mới có thể nhận diện được, nhận thức được. Chứ còn không thể mà chúng ta có thể nhận diện, nhận thức một cách đơn giản khi chúng ta chỉ có khai thị. Cái đó là cái pháp khai thị. Như vậy thì khai thị cho chúng ta là thấy, là chúng ta biết. Thấy biết cái gì? Thấy biết thứ nhất là thấy biết đây là khổ. Cái thấy biết thứ hai là đường. Nói đường chứ thực là cái cách đoạn khổ. Khai thị vậy thôi. Pháp nào thuộc về hai cái này là pháp khai thị. Khai thị cho chúng ta thấy biết đâu là khổ. Ý không lẽ khổ trước mặt mà không thấy biết? Dạ không. Người ta chú ý cái này, người ta không chú ý cái khác. Và khi vô minh á, người ta bị tà kiến, người ta thấy sai một vấn đề. Ở trong khổ mà không biết khổ, khi đang khổ không giật mình nhận diện khổ.
bằng chứng thầy đi thăm bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy á, cái chú đó úp lòng oxy rồi, còn đâu mấy ngày nữa ông mất á, mà ông dám dỡ lòng oxy ra ông hỏi thầy á, cái miếng đất ở ngã ba ông mở siêu thị được không? Nói thầy là thầy nhớ vào trong tâm luôn một cái câu nói của người sắp mất có 2-3 ngày nữa mất, mà dỡ cái lòng oxy thở không nổi dỡ ra, thầy nói thầy miếng đất ở ngã ba con cất siêu thị được không? Đang ở trong cái khổ khủng khiếp như vậy đó, hít hơi thở không vô được, xác thân sắp tan hoại mà còn nghĩ cái cách kiếm tiền. Quý vị, người ta quan tâm tới cái gì? Người ta quan tâm tới cái người ta thích thôi. Người ta quan tâm tới cái người ta thích, chứ không, người ta không quan tâm tới cái hiện diện. Vì lý do là người ta thích cái gì người ta quan tâm tới đó, ta bị cái đó nó làm triền cái là che mờ tâm. Còn những cái hiện diện người ta không thấy. Hiện diện có nghĩa là gì? Là những cái đang có, đang tồn tại khách quan, biện chứng độc lập với con người và tư duy của con người. Không có con người thì nó vẫn có. Sờ sờ trước mặt vậy, khổ sờ sờ không thấy. Cho nên tại sao Đức Phật xuống thế gian này dạy bài kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy đầu tiên đây là khổ. Nếu thấy khổ Đức Phật dạy làm chi? Đức Phật dạy đây là khổ. Chúng ta chỉ thấy khổ ở trên cảm giác của mình thôi, chúng ta không thấy cái khổ ở trên hiện tượng và bản chất. Chúng ta chỉ thấy khổ trên cảm giác, mà cảm giác thì nó thay đổi theo cảnh. Ví dụ như mình không có tiền xài, lúc mà không có tiền đó là mình cảm giác rất là khổ trên cái không có tiền. Chúng ta đang xấu, chúng ta cảm giác thấy khổ lúc đang xấu một chút, lấy tấp kem tấp lên cái nó hết khổ liền. Nhìn mặt nó đẹp, cái nó hết khổ liền, hết khổ xấu. Chúng ta đang khổ bị bệnh, đang uống thuốc, nằm bệnh viện, chừng sức viện hết, hết khổ đó. Cho nên chúng ta chỉ khổ ở trên cảm giác thôi, chúng ta không thấy khổ trên hiện tượng. Hiện tượng nghĩa là gì? Nó bày bày trước mắt ra, thấy chúng sanh là khổ, nào già, nào bệnh, nào chết nè, biết bao nhiêu người khổ là bởi làm lụng cực khổ nè, bị người ta chửi, người ta mắng này nọ, vân vân, ở trên hiện tượng. Còn khổ ở trên bản chất là họ không biết con đường để đoạn diệt ra khỏi đau khổ, chỉ đi xà quần ở trong mà thôi, sanh tử đi sanh tử lại cũng nằm trong ở trên đó thôi. Nên bản chất của thế giới sanh tử là khổ, và hiện tượng là nghiệp quả của nghiệp. Ví dụ như mình gieo nghiệp gì, bây giờ mình mới trổ qua nghiệp đó và thấy người ta khổ. Khổ tức là gì? Là bức bách, là khó chịu, là nghịch ý, là nghịch lòng, là bức bách, là khó chịu. Nên người ta chỉ thấy khổ trên cảm giác. Cái gì mà nó đến, nó ăn vào cái cảm giác của mình, cảm thọ rồi, người ta mới thấy nó là khổ. Mà cái khổ với cái giác nó khác nhau. Có những người thấy khổ, người ta mong cầu ra khỏi đau khổ. Nhưng mà có người thấy khổ, người ta chống lại đau khổ. Hai đó khác nhau. Cái người thấy khổ mà mong cầu ra khỏi đau khổ, người ta hướng đến sự giác ngộ. Còn người thấy khổ mà chống lại cái khổ đó, quý vị, là họ sẽ đau khổ trong cái chống lại. Tại vì cái khổ mình đâu có chống lại được nó. Chống lại khổ có nghĩa là chống lại nghiệp. Cái nghiệp ác làm cho mình khổ, cái nghiệp quả của nghiệp ác làm cho mình khổ, rồi mình chống lại nó. Mình bực mẩy với nó, mình chống lại nó, mình quyết chí. Rồi có chống lại được không? Ví dụ mình đang đau nè, chống lại đau một cách gồng, mình chống lại đau, nó vẫn đau. Quý vị không? Cho nên đó là người ta thay gì? Người ta nhìn thấy khổ, người ta mưu cầu hạnh phúc, người ta tìm một cái pháp nào đó để đoạn diệt đau khổ. Chứ không phải là người ta gồng mình, người ta chống lại, không phải người ta sân si người ta chống lại. Cho nên đó có nhiều người khổ quá, họ sân si dữ dằn lắm. Đang bệnh đau hỏi không nói chuyện mà. Mặt hầm 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 hầm, không nói chuyện. Bệnh muốn chết hỏi hoài. Thấy không? Họ đang chống lại đau khổ. Họ bực mình sân si với tất cả những người xung quanh. Họ chống lại đau khổ để họ muốn hết khổ. Nhưng mà càng chống họ càng khổ. Tại vì nó là nghiệp quả. Không giải được nghiệp thì ông đừng có nói hết khổ. Cho nên có nhiều người, người ta phát tâm, người ta giải nghiệp, phát tâm, người ta tu tập để người ta ra khỏi đau khổ. Đó là người ta phát tâm giải thoát.
khỏi đau khổ là phát tâm tu. Nhưng mà có người không phát tâm tu, khổ tới cỡ đó chống lại, hít hơi không được, là tôi gắng, tôi gồng, tôi hít nè, úp nồng oxy nè, chống lại quyết liệt, đấu quyết liệt. Nhưng mà đấu lợi nó không? Nghiệp nó mạnh nhất ở vũ trụ này, cho một bậc thánh mà còn thân phàm cũng bị trả nghiệp, chứ đừng có nói mà mình làm phàm phu. Nói thật đó quý vị, bậc thánh chỉ thoát khỏi tâm thôi, nếu còn thân phàm đó thì gọi là hữu dư y nước bàn, là các ngài còn phải bị đói, bị lạnh, bị đau, bị bệnh. Đó là bậc thánh đó, còn mình phàm. Mà tại vì tâm người ta thoát rồi nên đói, lạnh, đau, bệnh. Đau mà ta không có khổ, mình vừa đau vừa khổ. Cái đau với cái khổ khác nhau. Đau thuộc về cảm giác, khổ thuộc về cảm thọ. Nhớ là đau thuộc về cảm giác mà khổ thuộc về cảm thọ. Cho nên đau và khổ, đau nó là cảm giác mà khổ nó là cảm thọ. Cái cảm giác này ở trên thân mà cảm thọ ở trên tâm. Có nhiều người vừa đau vừa khổ, có nhiều người đau mà không có khổ. Đó là người tu mà ta tu tới rồi đó. Có nghĩa là một là đắc quả, hai là ta chánh chi kiến. Cho nên ta có đau mà ta không có khổ. Còn nhiều phần đông đa số tất cả chúng sanh vừa đau vừa khổ, cho nên nó khủng khiếp lắm. Nó gọi là đau khổ đến đau khổ khốc liệt. Cảnh địa ngục A Tỳ địa ngục vô gián là đau khổ đến đau khổ khốc liệt. Còn mình ở đây chỉ có đau khổ một cách bình thường thôi mà mình chịu còn hổng nổi đó. Còn lên tới đau khổ của cảnh ngạ quỷ, cảnh súc sanh và cảnh địa ngục. Ví dụ như cảnh địa ngục, địa ngục nó đau khổ tứ phương, ngạ quỷ nó đau khổ giống như người bị là đi đậu đất, nên có cái bài kinh giải đảo quyền là cứu người bị treo ngược, là cứu trong cõi ngạ quỷ đi đậu đất. Còn cõi súc sanh thì đau khổ đầu y ngang nè, mà con người mình á thì sống trong cái cảnh đau khổ, nhưng mà cái đầu mình vẫn hướng lên trời. Con người mình á khổ khi hướng đầu lên trời. Nên cái khổ của mình á là khổ cũng còn có cái đường ra, còn khổ ba kia không có đường ra. Khổ con người á là hướng lên trời, nên hướng lên cảnh thiện lành, lên cao là cảnh thiện lành á thì cũng còn con đường ra. Nhưng mà khổ của các cái loài như là địa ngục thì tấn công bởi bốn phương tám hướng. Còn ngạ quỷ á là khổ cấm động đất, còn á là chúng sanh á là khổ sàn ngang luôn, không có con đường nào đi giải thoát hết trơn á. Chỉ có người là hướng thượng thôi là giải thoát, là hướng thiện, hướng thiên là hướng thiện. Mà tất cả quả vị đều qua cái cảnh thiện mà qua. Quý vị đọc trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật Thuyết ở Cung Rồng Ta Kiệt La, chúng ta thấy được điều này. Từ thiện mà thành tựu các pháp ba la mật, từ thiện mới thành thánh, thành Phật. Cho nên quý vị thấy các cái loài, nên cái khổ con người mình chưa ăn thua đâu. Nên ai khổ dữ dằn của con người cũng thua là cái khổ của hàng súc sanh. Quý vị thấy á, là một con nai mà nó bị con sư tử nó rượt đi, nó ăn mà nó ăn sống rồi không chích thuốc tê kìa. Có con á, nó gặm nó không phải là nó làm cho chết ăn đâu, nó ăn sống. Nó ăn cái đuôi, nó ăn cái giò, nó ăn cái cẳng thế giới đó đây đó. Trời ơi coi, không dám coi. Mà bây giờ nghiệt lắm, mấy ông TikTok rồi đó, ông post mấy cái đó lên không mà nằm khi mình nhảy mình quẹt vô một cái thấy liền, trời ơi thấy môi bụng con này môi bụng con kia ra ăn, con gì? Con sư tử. Con cọp. Con beo. Chó sói. Cá sấu. Rồi con rồng. Rồng đất.
Trời ơi, rút cơ đài ở dưới đất. À, nó ghê lắm. Quý vị thấy cảnh đó chưa? Nó bắt rượt chạy, sợ xanh mặt của nó ăn từ từ, từ từ, từ từ nó nuốt. Quý vị thấy không? Rồi tái sanh ra con khác nó ăn, nó nuốt tiếp, nuốt tiếp. À, cái đó khổ trên xác thân thôi. Tâm thì khổ trên sự hoảng sợ. Nhưng mà khổ lớn nhất các loài đó là khổ bởi vô minh tâm tối, không biết đường ra khỏi đau khổ, không biết biết được nhân quả, nghiệp báo, không biết đường á đế giá mắt gá, đường đạo cao thượng. Khổ lớn nhất của tất cả các loài chúng sanh và Bồ Tát nhất sanh bổ xứ từ cõi trời đau sức nhìn xuống đó, là thấy tất cả các loài chúng sanh đau khổ lớn nhất quằn quại trong đau thương là chỗ không biết con đường ra khỏi đau khổ, không biết ngày nào chúng ta ra khỏi đau khổ, là khổ khủng khiếp nhất. Còn cái chúng ta đang chịu đựng này đau khổ, nhưng ngày mai chúng ta biết ra khỏi đau khổ thì cái khổ đó nhẹ, nó không lớn. Mà cái khổ hôm nay khổ, ngày mai khổ, mà không biết ngày nào ra khỏi đau khổ, cái khổ đó mới là khổ triền miên. Khổ là khổ đau khổ mà không có biết cái đường tận cùng của nó. Cho nên con người mình khi mà Đức Phật xuất hiện thế gian này, lé lên cho ta một cái nguồn ánh sáng, và người hướng tâm về đó vẫn biết được một ngày nào đó mình ra khỏi đau khổ. Nếu hiện tại chúng ta chịu buông bỏ, hiện tại chúng ta chịu học pháp, hiện tại chúng ta chịu chéo chân kiết già thiền định, hiện tại chúng ta có thể bứt phá ra khỏi tất cả các pháp thuộc về phạm trù đau khổ thế gian, thì người đó sẽ được hạnh phúc an vui từ từ. Đó là một sự thật. Cho nên người ta định nghĩa về kinh. Kinh là gì? Là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả đau khổ cho mọi loài chúng sanh. Đó là kinh Phật đấy quý vị. Cho nên nói kinh Phật vi diệu, nên gọi là vi diệu pháp nữa. Mình học nói là vi diệu pháp. Abhidhamma, tiếng Bali là vi diệu pháp. Khai kinh kệ vô biên pháp giới, bá thiên đồng ngưỡng mộ thọa triền, thâm thâm diệu diệu vô biên, giải năng thiện nghĩa giác duyên bồ đề, cả chúng sanh quay về nghe Phật, dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Cho nên quý vị hãy học kinh của nhà Phật đi, mà chúng ta tự giải thoát. Đời sống của nhân sinh nó có hạn, hạn lượng, nó có giới hạn của nó, không có mãi mãi đâu. Không phải là ngày nay rồi ngày mai nó mãi mãi đâu. Quan sát xung quanh đi rồi chúng ta thấy thế gian này nó là một bánh xe quay tròn. Cái này sanh ra cái kia diệt đi, này sanh ra kia diệt đi, và cái nào sanh thì cái đó chắc phải có diệt. Rồi chừng nào diệt tùy duyên của cá nhân chúng sanh đó. Nhất là sanh ra con người, chúng ta có cái tư duy, nhận định, nhận thức của một con người hơn tất cả các loài khác, mà mình lại bỏ luống thời gian không tập chung nghe, chỉ lên mà đấu với nhau, rồi nói xấu nói tốt, rồi này nọ nhau, cũng qua luống một đời. Cái tốt đó cũng là cái tốt của người ta, mà cái xấu là cái xấu của mình. Quý vị hiểu không? Bây giờ mình nói tốt là nói tốt của người ta, còn cái xấu chính là xấu của mình nè. Đấu tranh không biết nhân quả nghiệp báo, rồi một ngày nào đó nó chất một đống tội lên, nó đủ rồi là nó lôi cho mà coi. Nghiệp nó tới rồi nó lôi cho mà coi. Cho nên những người mà còn sức khỏe, còn trẻ, quang quang tự đắc. Chứ mình là trùm bá thiên hạ võ lâm, cho tới một ngày nào đó đi, nghiệp nó tới một cái mà nằm bẹp cho mà coi. Bệnh tới, già tới, khánh kiệt tài sản tới, bị quan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ, lúc đó không có tu. Giả đời ngang ngang dọc dọc, quanh quanh, rồi giờ nó liệt liệt. Quý vị, cái đó là một sự thật. Cho nên người có trí họ nhìn xa, họ trông rộng, không ăn thua với người ta nữa.
Ăn thua có thắng có thua gì? Người nào cũng chết, người thắng cũng chết, người thua cũng chết, thắng thua làm gì? Quý vị danh dự gì? Bây giờ người ta biết tới mình, mấy năm sau còn ai biết nữa không? Cho nên Nguyễn Du ngài nói câu thơ gì ngày xưa mình học đó: bức tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Không biết 300 năm sau có ai còn biết tới ông Nguyễn Du không? Ông hiểu là Tố Như, Nguyễn Du mà hiểu là Tố Như. Không biết 300 năm sau có còn ai biết tới mình không nữa. Quý vị, 300 năm sau tới đời con, đời cháu, đời chắc đó. Nhưng mà nhờ người ta vẫn còn biết cái tên Nguyễn Du thôi, cái tên của ngài, cái tên á, cái nem của ngài thôi, chứ người ta không có biết ngài và đời sống của ngài như thế nào, ta còn biết nữa đâu. Ngài sanh ra ở đâu, làm gì, thọ vui buồn khổ sở như thế nào, còn cái chánh thể vào đời của ngài như thế nào và hoạt động thế nào, không ai còn biết hết. Chỉ còn biết cái tên của ngài gắn liền với chuyện Kiều thôi. Là Kim Dân Kiều Truyện đó. Ngài dịch ra là chuyện Kiều, Kim Dân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân dịch qua thành chuyện Kiều ở thể chữ Nôm. Thiên địa phong trần hồng nhan đa trân, tức là mở đầu đó. Ngài dịch là thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi gian trân, thành thơ Lục Bát. Có gì cho nên đó là cái quyển đó dùng câu cú hay là về văn học, về văn hóa, bao nhiêu cái nó đều rất hay, nó đều rất là những cái bài học quý giá, cho nên lưu truyền nó phù hợp với chúng sanh, với nhân sinh, người ta thích là lưu truyền. Còn có nhiều người viết tác phẩm lắm mà không được lưu truyền, là nó không có phù hợp với đời sống của nhân sinh lắm, cho nên người ta lưu truyền ít. Còn cái nào mà phù hợp với đời sống nhân sinh chừng nào, tác phẩm đó càng nổi tiếng càng lưu truyền, như tất cả các phẩm nổi tiếng ở trên thế giới. Ví dụ Tây Du Ký, cái kìa, thấy không? Nó lưu truyền, Ngô Thừa Ân lưu truyền, thấy không? Thậm chí chuyện không có thật, chân chuyện Thị Hử đi của Thi Nại Am thì cũng lưu truyền luôn, chuyện không có thật á, thấy không? Nhưng có những chuyện là có thật phần, người ta hư cấu lên, như là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung, chẳng hạn. Hay là Hồng Lao Mộng của Tàu Tiết Cần. Cho nên quý vị là thấy là người ta là đau khổ, nhưng mà người ta không nhìn thấy đau khổ. Cho nên Đức Phật chỉ đây là khổ. Đây là ở đâu? Là ở trong cái đời sống mình nè, trong đời sống nhân sinh nè, nó âm thầm, nó đau khổ. Nên Đức Phật chỉ cho đau khổ ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nếu đau khổ thế gian mình có thân và tâm thì có 8 cái khổ, 4 khổ thân và 4 khổ tâm. Xét đau khổ về kiếp sống thì là có 3 loại, là thành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Nếu đời sống của nhân sinh ở trên tất cả pháp giới chúng sanh thì có 3 loại: hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Còn đời sống của con người thì có 4 loại khổ thân và 4 loại khổ tâm. 4 loại khổ thân là sanh, là già, là bệnh, là chết. 4 loại khổ tâm là ái biệt ly khổ, cầu bắt đắc khổ, rồi quán tắng hội khổ và ngũ ấm xí thạnh khổ. Là có 4 loại khổ tâm và 4 loại khổ thân. Đức Phật chỉ ra luôn chi tiết cho mình thấy luôn á. Rồi nếu mà nói về pháp giới chúng sanh thì có 3 cái loại khổ là hành khổ. Cái gì có hiện diện là khổ, hành khổ. Hoại khổ là vắng bóng những cái gì mà mình thích là hoại khổ. Khổ khổ là có những cái gì mình không thích. Cho nên hành khổ, hoại khổ và khổ khổ nói về tất cả pháp giới của chúng sanh. Còn là nói về thân và tâm thì có 8 cái đau khổ khác nhau, Đức Phật dạy. Khổ là gì? Là bức bách, là khó chịu, là nghịch ý, là nghịch lòng. Vậy thôi. Làm cho chúng sanh bị bức bách, bị khó chịu, nghịch ý, nghịch lòng, đau khổ đến đau khổ khốc liệt. Đấy, lời trong kinh. Cho nên người ta sợ, sợ ma, người ta sợ nghèo, người ta sợ xấu, sợ gì sợ gì, nhưng mà không bằng sợ khổ. Người ta sợ khổ nhất á. Cho nên Đức Phật đến đây là cứu khổ muôn vạn loại chúng sanh. Nên là muốn chúng sanh thoát ra khỏi đau khổ bằng cách phát tâm Bồ Đề,
là phát tâm thoát ra khỏi đau khổ, chứ không phải phát tâm đi vào trong cảnh đau khổ. Nên Đức Phật đến đây khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để chúng sanh tự phát tâm ra. Người ta phát tâm người ta mới học cái con đường pháp hành, không phát tâm không có học pháp hành. Nói căng vậy đó. Cho nên quý vị thấy người ta đang ngồi thiền, nhảy vô ngồi thiền, người ta đang niệm Phật, nhảy vô niệm Phật, người ta đang sử dụng pháp hành mà không có phát tâm để giải thoát giác ngộ. Vì là người ta ngồi để làm gì, niệm để làm gì, không biết, thấy vui vui vô. Đó. Thấy người ta hành thiền định, thấy người ta hành cái này hành kia, nhảy vô, nhưng mà không có phát tâm Bồ Đề. Vì người ta nhảy vô đó không phải vì mục đích là thoát khỏi đau khổ cho mình và cho vô lượng chúng sanh, mà mục đích để người ta được cái gì ở trong trường hợp đó đó. Người ta nhảy vô để được cái gì, quý vị hiểu không? Cho nên cái người mà nhảy vô để được cái gì đó là người đó có tính toán. Đối với người tính toán đó thì thế gian người ta nói là chiếc áo không làm nên người tu, là chỗ đó đó, quý vị hiểu không? Người ta tu á là người ta phát tâm Bồ Đề, và người ta tìm được con đường ái đi mắt cá. Mà muốn phát tâm Bồ Đề á thì người ta phải biết được khổ và bản chất của đau khổ thế gian này. Cho nên cái chữ đầu tiên Đức Phật dạy, bài kinh đầu tiên cho thế gian đắc quả là Đức Phật chỉ về khổ để người ta phát tâm thoát khổ. Mà phát tâm thoát khổ chính là phát tâm Bồ Đề. Mà cái chữ Bồ Đề đó, tiếng Hán á, là giác ngộ. Tiếng Hán Việt cũng là giác ngộ. Tiếng Hán cũng là giác ngộ. Cho nên Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề thì chỗ đó gọi là Bodhgaya. Cái tiếng mà Pali á, nên địa danh Bodhgaya, tức là nơi cái cây cội cây Bồ Đề. Nên cái người phát tâm tu tập hỏi thấy cuộc đời này là khổ không? Thấy nhân sinh khổ, thấy bản thân mình khổ không? Không thấy thôi đừng phát tâm. Không thấy ông đâu có quyết liệt, ông nhảy ra khỏi. Giải thoát khỏi cái gì? Giải thoát khỏi khổ mà ông không thấy khổ, ông thoát cái gì? Ông đâu thấy khổ đâu, cuộc đời đâu khổ, ông thấy vui không à? Vui quá nhảy vô, vui quá nhảy vô. Vậy ông thoát là thoát cái gì? Ông giải thoát là giải cái gì và thoát cái gì? Ông thoát là ông rời khỏi đau khổ, nên ông phải biết được hiện tượng của đau khổ, bản chất của đau khổ. Thì lúc đó ông mới phát tâm dữ dội mãnh liệt. Có nhiều người, người ta dám bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, người ta đi độc cư thiền định, người ta tu tập. Cho nên vào thời Đức Phật, tại sao những thanh niên là đôi mươi tuổi, người ta dám bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, sống trong pháp và lực của Phật? Là tại vì người ta đã nhìn thấy bản chất của đau khổ bằng tuệ, nhìn thấy hiện tượng của đau khổ bằng mắt, nhìn thấy người ta khổ, già bệnh chết mắt quan sát thấy chứ. Bản chất đau khổ người ta thấy bằng tâm, bằng trí tuệ người ta suy tư duy. Cho nên đó, người ta rồi sẽ tới mình. Hôm nay chống đánh nhà người ta, ngày mai chống đánh sang qua nhà mình. Thấy như vậy đó. Từ thấy như vậy đó, người ta muốn rời bỏ, giải thoát khỏi đau khổ, nên người ta phát tâm ra khỏi đau khổ. Chính cái sự mãnh liệt phát tâm khỏi đau khổ đó, người ta mới thực hiện những pháp hành. Có thể những pháp hành gian truân gian nan, ăn cơm ngàn bữa, đi đầu trần chân đất, hoặc giả là ta ở một mình, ở thâm sơn cùng cốc một mình, nhằm khi đào rễ cây ăn, hoặc lụm trái để ăn, hoặc là đi xin để ăn, để ta thực hiện một lý tưởng giải thoát khỏi đau khổ. Cái đó là cái lớn, nên ta hy sinh tất cả cái khác. Chứ đâu phải dễ gì ta có lý tưởng vậy đâu. Mà ta nhìn thấy nè, nhìn thấy chúng sanh đang khổ, và có nhiều người có lòng từ bi đó. Họ tu tập không phải là muốn giải phóng cho mình khổ không, mà họ muốn giải phóng cho mình đau khổ rồi, và họ đi sẽ làm lợi ích cho vô lượng những chúng sanh khác đang đau khổ, chìm ngập ở trong sông mê bể ái. Cho nên từ đó thúc giục bằng lòng từ bi. Cho nên khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, Ngài đi 45 năm tới 49 năm. Nhiều lắm đó quý vị. Mình gọi là đi thôi đó, tức là Ngài di chuyển, chứ không phải là đi hoài.
di chuyển, có thể ở chỗ này, có thể ở chỗ kia, ngày đây mai đó. Sau này ngài lớn tuổi thì ngài ở trong tịnh xá nhiều hơn, như là tịnh xá Kỳ Viên, tịnh xá Cúc Lâm, rồi một số cái nơi những tịnh xá như Vườn Sòi, Âm Ba Ba Ly rồi đó, vân vân, rất nhiều lắm. Ngài trụ lại, nhưng mà ngài đi khất thực hoặc là đi chứng chay. Đi khất thực là gì? Là đi trên đường này tới nhà dừng lại. Đi chứng chay là gì? Người ta mời trước cúng chay tăng, người ta gọi là đi chứng chay. Mời bao nhiêu người chứ đâu có mời hết tăng đoàn. Có khi tăng đoàn lên cả mấy trăm mấy ngàn người, làm sao mà cúng nổi, nhà người ta nghèo. Nhằm khi người ta mời có Phật thôi. Nếu gần gần á, hoặc là đủ duyên, sau đó Đức Phật hứa khả, Đức Phật đến cho chứng chay. Có những khi người ta biết Phật ở tại tịnh thất, tịnh xá, người ta đem tới. Khi người ta đem tới, người ta cúng dường Phật á, là khi mà Đức Phật chưa có thị giả thì người ta gặp trực tiếp Phật. Còn khi Đức Phật có thị giả là ngài A Nan thì người ta gặp với ngài A Nan, người ta bày cái nguyện vọng cúng dường của người ta một ngày. Cho nên cái bà Âm Ba Ba Ly á, đến gặp Phật và Phật hứa khả nhận cúng dường cho bà một ngày. Tại vì Đức Phật ăn chỉ một ngày một lần thôi, nên một năm á, nếu một năm 365 ngày thì chỉ có 365 thí chủ có thể cúng dường cho Đức Phật một bữa ăn thôi. Quý vị đâu có nhiều, mà dân chúng biết bao nhiêu không quý vị, mà chỉ Đức Phật nhận có một người một ngày đó thôi, đủ rồi. Cho nên khi mà Đức Phật hứa khả nhận cái lịch, ví dụ ngày mốt đi là cúng cho Phật một cái bữa cơm trưa đó, Đức Phật đã nhận lời với bà Âm Ba Ba Ly. Thì mà có mấy vị vua lại đăng ký hết số hết lượng này. Đức Phật bình đẳng là không phải ông vua mới nhận, phải là dân mới nhận. Có các vị quan, các vị thương buôn giàu có mà vô hết lịch đây. Đâu lịch nguyên năm hay gì là đăng ký chân à. Ai tới trước đăng ký trước, sau chứ sao, có duyên là Đức Phật nhận thôi. Chứ Đức Phật không có lựa người giàu, người nghèo gì chứ á. Đức Phật là bình đẳng đối tất cả chúng sanh. Cho nên có một cái vị đại gia đó đi tới sau, đăng ký cúng dường Phật mà hết lịch, hết chân, nhận hết chân này. Thì thấy bà Âm Ba Ba Ly á, cái người đó mới lại thương lượng. Ban đầu giá khởi điểm gì đó thương lượng là nếu mà nhường cho tôi một cái bữa cúng dường cho Phật á, thì tôi sẽ trả cho cô 10 lượng vàng. Có nghĩa là nhường cái bữa cúng cho Phật, bữa đó nhường là bà trả 10 lượng vàng. Trời ơi, 10 lượng vàng ngon rồi nha. Bà Âm Ba Ba Ly không. Thì ông mới tiếp tục lên 50 lượng. Bà không. Ông tiếp tục lên 100 lượng. 100 lượng vàng. Ông đổi cái bữa ông cúng dường nữa thôi đó. Rồi bà không mà bỏ về. Vậy mà ông tìm tới chỗ luôn, ông trả giá tiếp. Ông la bây giờ giá cuối cùng luôn. Bây giờ giá cán mức luôn. 3.000 cây vàng cho một bữa cúng dường đó. Giá cán mức 3.000 cây. Chỉ cần nhường cho ổng một bữa cúng dường cho Phật bữa đó thôi, là ổng sẽ là đóng hộp vô 3.000 cây vàng đem tới cho chỗ cho bả luôn. Trời ơi, một cây giờ nhiêu ta, cây giờ không biết nhiêu tiền rồi đó, không? Không biết giá vàng nhiêu mà nó cũng nhiều lắm đâu, nghe 70-80 triệu rồi đó. Ví dụ vậy đó, bây giờ mình cho 70 thôi, chục cây 700 triệu, 100 cây là nhiêu? 7 tỷ, phải không? 100 cây 7 tỷ, 1.000 cây là 70 tỷ, 3.000 cây 210 tỷ hay gì? Mình tính đâu không biết đúng không á, nhiều hơn nữa đó. Tính gì? Bởi vì không có vàng nên tính không ngọt. Cái quá trời. Bây giờ 2.100 tỷ, sống tới giờ tới chừng nào giờ? Ngày ăn nhiêu dữ vậy, ăn cũng mặc bộ đồ ăn miếng sống đời. Bà suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hồi trả lời dứt phát không. Bà nghĩ rằng nếu bà sau có bao nhiêu tiền nữa cũng cái đời này bà hết rồi.
Nhưng mà bà cúng dường cho Phật, bà không có cầu phước, bà cầu đạo vô thượng bồ đề. Có nghĩa là bà cúng dường cho Phật, hồi hướng phước báo cũng đi cúng dường ngày hôm nay cho con được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng trong tương lai, và ngày hôm nay con tu chừng nào đến đắc quả giải thoát Niết Bàn thôi. Một cái lời nguyện chấn động tâm thiên, không đổi 3.000 cây vàng. Tại 3.000 cây vàng chết kiếp này rồi đọ cũng như không. Vì 3.000 cây có ý nghĩa gì? Để đóng 3.000 cây này, còn cái xác nằm bên 3.000 cây đó ai xài? Ai xài vàng đó? Hiểu không? Mà mình ra đi trôi lăn sanh tử luân hồi, phước đâu, công đức đâu, đi lang thang còn nhiều kiếp trong tương lai, vàng đâu đem theo được. Nên đó là bà trí tuệ khôn đó nghe. Nhưng mà bây giờ nhắm bề người ta trả giá với mình vậy rồi sao ta? Đó, bắt đầu về nhà suy nghĩ đi, đổi hôn ta. Bắt đầu là tính dữ lắm rồi nha, tính tới tính lui. Cho nên đó quý vị, một người mà đã phát tâm bồ đề giác ngộ rồi, vàng bạc của báo không còn ý nghĩa với người ta nữa đâu. Cái đó là thật đó. Cho nên ông cấp cô độc dám lót vàng bích cái giường của Thái tử Kỳ Đà để mua cái khu vườn đó cúng dường cho Phật làm tịnh xá kỳ viên đó. Đâu phải đơn giản. Lót vàng miếng tới đâu là cúng tới đó. Bao nhiêu vàng nó khủng khiếp lắm. Là tại vì người ta hướng đến giác ngộ giải thoát rồi, đối với người ta vàng không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là được an lạc, quan trọng nhất là được giải thoát, quan trọng nhất là được giác ngộ. Không quan trọng chứ không phải là người ta không xài. Cái người có trí tuệ bắt buộc người ta phải xài chứ. Xài gì? Xài những việc gì có ý nghĩa và phục vụ cho con người không còn đau khổ. Người ta cần ăn thì mình phải cho tiền, mà muốn có tiền thì người ta phải làm ăn. Quý vị thấy không? Cho nên ông cấp cô độc, ông vẫn làm ăn mà ông vẫn cúng cho Đức Phật, chứ đâu phải ông bỏ hết đâu. Ông bỏ hết tham sân si chứ không phải ông bỏ vàng bỏ tiền. Quý vị thấy không? Đó là cái người cư sĩ. Còn ví dụ như người mà tu sĩ vào thời Đức Phật thì là người ta không có tài sản gì hết, không có tiền bạc, không có tài sản gì hết. Đó là người tu sĩ vào thời Đức Phật. Còn bây giờ do phân hóa xã hội, do phân hóa thì mỗi thời mỗi khác. Quý vị không? Mỗi thời mỗi khác nó sẽ khác. Bây giờ ví dụ như á, là ngày xưa ta sống dưới gốc cây nó khác, không có nhu cầu. Nhưng mà ví dụ như bây giờ kiến lập đạo tràng chùa chiền, dần dần nói trên toàn thế giới thôi, là bắt buộc là phải có cái quỹ để xây dựng hoặc là nuôi chúng vân vân. Nhưng mà quỹ đó là phải là quỹ chung của một ngôi chùa, của chung của thường trụ, chứ không phải của riêng ai là đúng. Nhưng mà của cá nhân xài riêng thì không đúng, mà xài chung đúng. Quý vị hiểu không? Cho nên nó cũng có cái đúng ở trong đó. Nhưng cái đúng nhất là gì? Là có tu. Cái đúng nhất là có giải thoát. Cái đúng nhất là có buông bỏ từ trong tự tâm của mình tất cả các pháp của thế gian là nó đúng nhất. Nên đó quý vị á, là thấy á, là Đức Phật dạy đây là khổ, không phải mấy ai mà biết đâu. Đây là con đường để đoạn diệt đau khổ, là pháp khai thị cho chúng ta thấy được. Con đường để đoạn diệt đau khổ là con đường ở đâu? Không ở đâu cả mà nói trong tâm mình. Con đường đoạn diệt đau khổ nằm ở trong tâm. Tại khổ ở đâu? Khổ ở tâm. Đức Phật dạy cái gì ở đâu phải giải quyết ở đó. Khổ nó nằm ở trong tâm, anh phải giải quyết ở tâm. Anh giải quyết mà tướng nó không có đúng đâu. Ví dụ như khổ ở trong tâm mình, mà mình đi đây đi đó, mình ra bờ suối bờ sông để giải quyết đau khổ thì nó không đúng. Mà mình ra bờ suối bờ sông mình làm cái phương tiện để đoạn diệt đau khổ thì nó đúng. Nhưng mà ra bờ suối bờ sông để nó hết khổ thì là không đúng. Quý vị hiểu không? Cho nên ví dụ như đó mình lấy làm một pháp hành để nó hỗ trợ cho con đường nhận thức của tâm thì là đúng. Nhưng mà mình nói đó là hết khổ thì lại là sai. Cho nên khi mà Bồ Tát Thái Tử ngài tu tập về khổ hạnh ở trong rừng khổ lâm hạnh 6 năm,
là Ngài không phải là mượn phương tiện khổ để đẩy đau khổ ra khỏi tâm mình, mà tu đó là một pháp tu để hết đau khổ khi người ta khổ hạnh, thì là không đúng. Tại vì khổ hạnh không là pháp tu, mà khổ hạnh là môi trường tu. Môi trường mình đặt vào trong đó để chúng ta giảm dục, thiểu dục, tri túc để tu tập thì nó đúng. Khổ hạnh là môi trường tu là đúng, mà khổ hạnh là pháp môn tu là sai. Tại vì pháp môn khổ hạnh không đem được mà khai tâm mở trí, chỉ có pháp thiền định ở trên nền tảng của giới. Mà đời sống của mình đó là đặt trong môi trường của khổ hạnh là đúng. Đó là tuyệt vời luôn á. Cái đó là môi trường, đó phải là pháp tu. Mà người xưa vào thời Ấn Độ đó, ta cho đó là pháp tu. Cho nên ai mà khổ hạnh là giải thoát. Nên lạnh ai nấy khổ hạnh. Có người là nhảy xuống nước đá tháng lạnh đó, nhảy xuống vung cầm cặp nè, cho cái thân mình nó đau thương. Có người nhịn ăn, nhịn uống. Có người phơi nắng dưới mặt trời. Có người lấy gai đâm lên mình. Có người nằm trên gai cho nó khổ, để đau khổ khốc liệt, để cho đắc đạo, để cho nó hết khổ. Người ta nghĩ rằng là chúng ta chịu khổ đến cùng cực thì cái khổ nhỏ hơn là không là gì, cho nên người ta sẽ an lạc. Cái khổ tới hạn mình chịu được thì khổ nhỏ hơn là bình thường, đúng không? Thì người ta sẽ an lạc. Nhưng không phải. Khổ lớn hơn cũng khổ, mà khổ bình thường nó cũng khổ, chứ không phải là lạc. Bây giờ ví dụ nha, ta tán cái khổ, ta đánh cái khổ, vậy đánh mạnh hơn tán. Mình chịu được người ta đánh bung bung bung, vậy thì người ta tán mình vui, có không? Tán nó nhẹ hơn. Khổ lớn hơn ta đánh vô mình học máu anh đài, chịu được, vậy thì người ta tán, người ta chửi, đâu còn là cái gì nữa đâu, vui, đúng không? Nhưng mà cuối cùng người ta đấm vô mình chịu được, nhưng mà người ta tán mình chịu không được. Tin không? Người ta đánh mình là người lạ mình chịu được, nhưng tán mình là chồng của mình hoặc là con của mình nó tán mình. Nó nhẹ hơn đánh không? Người lạ đánh vô mình học máu mình chịu được, nhưng về nhà chính đứa con của mình sanh ra nó tán mình, cự lộn nó tán mình, chịu được không? Đó. Thấy hình như nó có sai sai gì phải không? Cho nên đó là cái phương pháp hành khổ bản thân để đắc đạo, đó là một pháp tu nó sai, Đức Phật chứng minh rồi, không có đúng. Nó chỉ có làm cơ thể kiệt quệ và tinh thần mình á, nó không có minh mẫn nữa. Cho nên Ngài mới quyết định từ bỏ đi bằng con đường trung đạo đó. Là cái môi trường của cái thân mình là môi trường chứ không phải là pháp tu. Cho nên đừng để nó quá lợi dưỡng sanh lòng tham, đừng để đó nó quá đau khổ mà nó kiệt quệ không còn nhận thức tốt nữa, mà phải nuôi nó đủ vừa cho nó tồn tại để mượn nó mà tu thôi. Tu pháp khác chứ không phải tu pháp đau khổ, mà là tu pháp thiền định giới, thì đó gọi là giới định tuệ đó. Tu pháp đó để khai thông tâm trí mình ra, cái nhận thức mình nó tăng lên từ nhận thức ở thể thức chuyển sang nhận thức ở thể trí. Và trí tuệ nó nở lần lần cho đến cái ngưỡng mà nó có thể trí tuệ đó có mặt, thì tất cả các kiết sử triền cái lậu hoặc nó không có mặt, thì cái ngưỡng đó là ngưỡng A-la-hán đấy. Có trí tuệ này, trí tuệ là hiểu biết. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy cái này quý, mình tham, nhưng thực sự của nó không phải là quý, mà tại vì mình tà kiến mình thấy nó quý mà thôi. Cho nên tới cái trí tuệ đó mình thấy cái này nó không quý. Vì tham có sanh nữa không? Bây giờ mình tính cướp của người ta là tại vì mình thấy quý, mình muốn đem về cho cạnh của mình. Nhưng mà ngày nay mình thấy nó không còn quý nữa, còn cướp không? Đơn giản thôi. Mà thấy nó không còn quý nữa, đó là mở tuệ đó. Người ta sẽ thấy ở trên đời này có cái gì quý. Cái này á, bây giờ giàu cho nó quý đi nữa, vàng. Nhưng mà mình thấy hồi thời dịch á, thầy đi cứu trợ cho mấy hẻm nè,
dầu lầu nhiều không cũng đói, đâu có ra được đâu, vàng lúc đó để làm gì, hiểu không? Cho nên khi nào mà vàng còn bán được, còn trao đổi được thì nó còn quý. Lúc mà nó hết bán buôn, nó hết trao đổi, hết xài được, nó hết quý. Đó, lúc đó đâu còn quý nữa đâu. Lúc đã đói rồi, một chén vàng đổi chén cơm ta đâu có đổi. Ta chén cơm ta ăn, ta còn sống được, chén vàng có ăn được đâu. Vì lúc đó nó hết quý, đúng không? Ở chỗ vàng nhiều quá, đất toàn bằng vàng, nó hết quý. Có ai mua ở đồng quý? Ai không có chừng mua gì nữa, quý. Và sau khi mình chết nó hết quý, là tại vì mình chết mình đâu có xài được nó nữa đâu mà quý, đúng không? Vậy thì nó quý khi nào chúng ta còn sống, còn xài được nó, còn vận hành được nó thì nó quý, đúng không? Như vậy mà người ta nở nào, người ta lấy vàng này, người ta để trong tủ, người ta khóa lại cho tới chết luôn á, không xài gì hết. Sao thấy nó bị sai sai gì không? Thấy nó bị sai sai gì đó. Thầy đi đám hoài thôi, giàu dễ sợ luôn, không có làm phước, không có làm gì chứ. Rồi để đó, lúc ra đi đó rất là khổ, không biết mấy đứa nó cho ai, nó xài gì, tiền của mình giữ khe luôn, giữ khăn, không có lỗ được đồng vốn nào chứ không bỏ được cái gì hết. Trước lúc ra đi rất đau khổ, không biết bây giờ mình không còn là của mình nữa, ai lấy của mình, nó lấy nó làm cái gì, cứ suy nghĩ nhiêu đó không mà, chứ phải là suy nghĩ. Đây là khổ, đây là con đường diệt khổ hành pháp. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Không đâu. Gần chết mà cái sâu chìa khóa mà mở tủ sắt á, gắn cái lưng quần, nó khổ ghê không. Rồi tiền ai lại thăm bệnh cho đó, quận vô lưng quần. Ai? Cô của thầy, cô bà con của thầy nè. Trước khi chết 2-3 bữa thầy lại thầy cho 200 ngàn, thầy lại thăm cho 200 ngàn. Mà nhìn qua nhìn lại thấy con dâu, con ruột, con rể nào nó đi chỗ khác, mới lận trong lưng quần. Mà mấy bữa nó chết đó quý vị, khủng khiếp không? Lúc đó tàn hơi rồi mà ta vẫn giấu, che giấu, nhìn qua nhìn lại không thấy đứa con nào chứ mới dám lận vô, sợ nó thấy nó lấy. Mà còn 2 ngày thầy nhớ là còn 2 hoặc 3 ngày đó là mất rồi đó. Quý vị thấy nó có cái sai sai cái gì đó. Đó là gì? Là người ta không nhìn xuyên thấu, xuyên thủng được tất cả các pháp, không thấy đau khổ của nhân sinh, và người ta không phát tâm ra khỏi con đường đau khổ. Cho nên đó là mười phương chư Phật và Đại Bồ Tát nhìn thấy cảnh đó đó, các ngài thương lắm. Nên gọi là Phật động lòng thương kiếp đọa đài, quá thân thành tuyết bốn trời bay, quá hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Thấy chúng sanh làm ác, Đức Phật cũng thương nữa. Tịnh làm ác, nó đang làm ác nó rất khổ, và quả báo ác nó rất là khổ, và nó khổ nhiều đời nhiều kiếp với cái ác nó làm triền cái và kiết sử, nó trói chặt và nó che tâm. Cho nên các ngài thấy thương. Cái người làm thiện thì thương kiểu thiện, người ác thương kiểu ác. Cho nên là thương tất cả muôn loài chúng sanh, giàu thiện, giàu ác, giàu gì ổng cũng xà quần, không có đường nào ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Giàu cho thiện cách mấy đi nữa quý vị, thì cái người đó cũng luân hồi sanh tử. Cho nên là thiện, nhưng mà phải phát tâm giải thoát nữa, thì cái thiện đó là cái nền tảng tốt hơn là cái ác. Cho nên cái người thiện phát tâm ra nhanh ra khỏi giải thoát lắm, còn cái người ác phát tâm lâu hơn. Nếu muốn nhanh phải mãnh liệt, dũng mãnh, bỏ hết, từ bỏ hết tất cả các cái dũng mãnh thì cái người ác nó mới ra khỏi. Còn cái người thiện phát tâm dễ lắm, đi là tới liền. Tại vì tất cả các pháp ba la mật đều sanh trên thiện pháp, cho nên mình sẵn cái thiện pháp. Mà thiện ở đâu có, nhiều đời nhiều kiếp tu mới có thiện đó. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Có người có căn tu là nhiều đời nhiều kiếp có tu, sanh ra nó mới thiện đó ông ơi, chứ không phải như không thiện đâu. Ta phải thiện trên trời rơi xuống, người ta cũng giải nắng dầm sương gì trong kiếp trước cũng tu dữ dằn dện lắm chứ bây giờ mới thiện đó, chứ không phải như không mà ở đâu thiện ra, có hiểu không? Cho nên mình tu biết lâu mà còn chưa đoạn được ác nè thì làm sao thiện sanh. Chỉ đoạn được, nhưng mà đoạn được từ từ. Bây giờ ví dụ nha, ngày xưa cắt cổ con gà dịch làm, bây giờ dám cắt không? Đó, thiện lần lần rồi đó. Hồi xưa sẵn sàng cắp ăn trộm ta, bây giờ ăn cắp ăn trộm dám không? Hồi xưa chửi tục chửi thề, giờ dám chửi tục chửi thề không? Dám không? Bắt đầu nó tịnh quá nghiệp thân khẩu ý từ từ, đúng không? Đó, tuy là mình chưa bứt phá trong thiền định, hoặc là niệm Phật ba la mật, hoặc là trì chú thâm nhập pháp giới rồi, mình chúng ta chưa làm được thôi.
Nhưng mà nó đã tịnh quá lần. Có nhiều người á, quý vị kiến không dám giết là cư sĩ mình nha. Trời ơi, hai mẹ con chạy vòng vòng bắt con gián, mà con gián nhỏ xíu, nó có hai loại gián, gián ba lớn đây với gián nhỏ xíu. Trời ơi, bắt con gián nhà là chạy vòng vòng bắt cả buổi mới bắt được con gián. Rồi đem đi biết ba xa điên đa thả, quý vị thấy không? Là người cư sĩ mình á, thầy là thấy tận mắt. Thầy đi qua châu Âu, ông kia ông mời đi giảng xong mời thầy ghé cái quán ông ăn cơm, thì thôi mình cũng ghé ăn cơm. Vừa ghé vô thấy hai vợ chồng cầm bọc cầm dao chạy vòng, tôi la trời ơi chắc hai chồng đánh lộn hay gì sao kỵ ta. Ai nhà đâu hai vợ chồng rượt cái con ruồi bắt. Con ruồi trong quán ổng, mà tại vì cái quán đóng kín mít cửa à, nó mới lạnh. Cho nên có con ruồi, nên hai chồng mới dí con ruồi để bắt để thả ngoài. Mà hai chồng làm giống hệt đánh lộn, chạy rầm tới lui. Mình qua đây nó cầm cây cầm gì tùm lum la cầm vợt á, để vợt con ruồi. Cái cây vợt mũi làm cái rớp một cái xong rồi, hiểu không? Chổi chà nè, nó đập xuống cái dẹp đép rồi. Cái cây đập ruồi đó là nó có cây chổi chà, ta đập ở dưới quê á, đập cái đóng xác ruồi rồi. Không, rượt bắt để đi thả. Mình qua đó mình thấy cái gì? Cái lòng từ của một người con Phật đó. Để cả con ruồi, cái này mình không nói đúng sai, nhưng mà thầy thấy hiện tượng thầy nói thôi à. Chứ thầy không nói đó là đúng, đó là sai gì cả. Thầy nói lên cái tâm của người ta không dám giết hại. Dù con vật nhỏ người ta không giết hại nữa. Vì tôi có kết quả đó là gì? Đã đi đến thiện tâm lần rồi đó. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Là ta ăn chay á. Cho nên là tại sao người ta ăn chay được? Là tại vì người ta thương yêu chúng sanh, ta muốn sát mạng chúng sanh, không nỡ ăn thịt nó, người ta ăn được. Còn có nhiều người ăn không được là vì là ép mình ăn chay một bữa để đủ số lượng ngày, mà không có lòng thương yêu chúng sanh, không có nghĩ tới nó phải khóc than oán hận khi nó rời bỏ thân xác này. Người ta không nghĩ tới cái đó, cho nên ta không vượt được cái ngưỡng đó. Nên có nhiều người ăn chay đâu có được. Nên thầy có một người quen, có hai đứa con thi đại học. Cổ mới nguyện là một đứa thi đậu đại học có ăn chay ngày. Nó xui gì đâu, hai đứa đậu hết. Phải ăn chay hai ngày chứ sao. Ăn chay buổi sáng tới 12 giờ trưa điện thoại thầy là thầy. Ở trong nhà Phật mình ăn chay hai buổi ghép ngày được không? Có nghĩa là cổ từ sáng tới 12 giờ trưa có ăn mặn, rồi 12 giờ trưa tới tối có ăn chay. Ăn 2 ngày vậy ghép lại 1 ngày chay được không? Thầy nói đừng có hỏi thầy. Cô nguyện với ai? Là nguyện với Phật. Nguyện với Phật linh hỏi Phật á, đừng hỏi thầy. Thầy đâu có biết nguyện với thầy á, thì thầy trả lời. Còn nguyện với Phật thầy đâu có biết ý Phật làm sao, hiểu không? Còn ngày chay là 24 tiếng hồ phải chay, thì cái đó thầy biết. Quy định ở trong giới Bát Quan Trai, một ngày một đêm là ngày chay, là phải từ 6 sáng hôm nay tới ngày 6 sáng hôm sau là ăn chay thì chọn ngày. Còn bây giờ mình ghép hai ngày lại thành một ngày, nguyện ai hỏi người đó, chứ thầy không biết, thầy không có quyền đó. Tại vì kinh sách không có nói tới cái đó, thầy đâu có quyền. Trừ trường hợp trong luật, trong kinh có nói về vấn đề đó, thì thầy đem kinh sách luật ra để thầy nói lại. Mà trong luật chỉ nói trong kinh Bát Quan Trai Giới thì nói là trai một ngày trai đó, Bát Quan Trai à, thì một ngày trai đó bắt đầu từ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau là một ngày trai. Còn cái cô ở dưới Bạc Liêu á, cổ khoe thầy cổ ăn chay trường 23, 21 năm đó. Trời ơi sao thấy cổ lại bữa đó tối sao cổ ăn đùi gà. Là ủa sao con trai trường mà ngậm đùi gà? Cổ là con ăn từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Từ 6 giờ chiều đến 6 giờ sáng con ăn cái khác, là ăn chay trường. Cổ là trong nhà Phật nói ngày chay tức là ban ngày ăn chay. Là 6 sáng 6 chiều là ban ngày, mặt trời hé lộ là ăn chay. Vậy thì đêm là 6 tối 6 sáng ăn mặn. Là cổ trường. Là trường gì cô ơi? Bởi vì người ta là y nghĩa bất y ngữ, dùng ngữ đó. Đức Phật cấm không được uống rượu, uống bia.
Cái đó là y, y ngữ bất y nghĩa đó. Ta y nghĩa bất y ngữ. Nghĩa là gì? Là cái mục đích đó. Cái nghĩa lý của nó là mục đích người ta không uống rượu để làm gì. Rượu uống vào làm loạn tâm, tánh khí mình lên, phạm nhiều sai lầm, không định được tâm. Uống bia cũng vậy y chang. Như vậy là Đức Phật cấm, là tại vì thời Phật chỉ có rượu mà không có bia. Nên trong cái giới người ta ghi cái từ ngữ thời Phật. Bây giờ cũng không ai dám thêm vô cái từ nào ở trong đó. Tại vì lời Đức Phật chế người ta giữ nguyên bản, nguyên gốc. Nên là không uống rượu uống bia. Rồi Đức Phật cho phép uống rượu thuốc khi bị bệnh. Vậy thì người ta nói là Đức Phật cho phép uống rượu thuốc. Cho nên ông kia về, ông lấy hai cốc rượu thuốc, ông pha 1 lít rượu trắng, ông đem ra ông đãi, ông là ông giữ được giới thứ 5, không uống rượu. Đức Phật cho uống rượu thuốc, ông uống rượu thuốc, ông đâu uống rượu không thuốc. Ở đây đang nói là Đức Phật cho phép uống thuốc mà có bào chế từ rượu khi bị bệnh. Hết bệnh không được uống nữa. Trong giới luật có nói, có nghĩa là cái bài thuốc đó mà được bào chế từ rượu thì được uống, nhưng hết bệnh không được uống nữa. Chỉ uống như là thuốc, chứ không phải là uống để mà chúng ta nhấp nháp đồ, chán tạc chán thù vô đồ. Nó không có chuyện đó. Uống rượu nên là uống thuốc để trị bệnh, chứ không phải là Đức Phật cho uống rượu thuốc. Quý vị hiểu không? Người ta gọi là sống trên đời người ta lách luật, tu trong Phật lách giới. Hiểu không? Ta lách là chỗ đó đó. Lách có được đâu. Luật nó trên tướng, còn giới trên tâm. Giới tác dụng thẳng vô tâm, luật nó tác dụng lên tướng. Ta không dám làm, ở tù gì đó ta không dám làm. Còn cái này là giới là nó giữ để chuyển quả tâm. Nó khác nhau, cho nên lách luật thì được, nhưng mà lách giới thì không. Nhưng luật thế gian có thể trốn, nhưng luật nhân quả thì không. Có nhiều người gây án rồi trốn đi này nọ, nhằm khi tới cả đời tới chết luôn ta vẫn bắt không ra. Nhưng mà cái án của nhân quả ông không có chạy đường nào. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Lưới trời ti rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Nó đâu phải là đơn giản đâu. Cho nên á, mình tính đâu á, là mình làm ở trong hẻm, trong hốc, làm trong bóng tối đồ, người ta không thấy. Thiệt người ta không thấy. Nhưng mà người ta là ai? Là con người. Không thấy thôi, các con khác sẽ thấy đấy. Rồi phi nhân không phải con người đâu thấy. Rồi chư thánh chư thần người ta thấy. Chứ nên quý vị đừng có nói là vô hẻm, vô hốc rồi kẹt lưu kẹt tủ đồ mình làm. Nó sẽ không có tội. Không có tội là không có tội gì. Mặt thế gian này người ta không thấy, người ta không bắt được thôi. Quý vị. Chứ còn trong tâm mình biết. Nhân quả nghiệp báo nó đã định hình trên tâm thiện ác. Gốc mình làm của thân của khẩu của ý, cái nào thiện cái nào ác nó đã ghi vô sổ, trên sổ đen, sổ đỏ, sổ vàng, sổ tím, ta đã ghi hết trơn rồi vô trong đó. Còn đường nào để chạy, gọi là nghiệp cảnh đài đó. Tất cả các nghiệp gieo lưu trong dòng cảm thọ hết. Sau đó, bởi vì nó lưu lại, cho nên khi mà ta đắc được túc mạng thông hoặc túc mạng minh, ta gia về quá khứ, nó quay phim lại đó, gia về quá khứ. Nếu nó không lưu lại lấy gì gia? Quý vị đọc cái bài kinh Chuyển Pháp Luân của Đức Phật kể lại là Ngài ở trong tứ thiền định, Đức Phật đưa tâm trong tứ thiền định, trong tâm là nhu nhuyễn dễ sử dụng. Ngài đưa tâm về trong quá khứ, Ngài thấy được là quá khứ của Ngài một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, triệu kiếp, tỷ kiếp, thành kiếp, hoại kiếp. Sanh ra ở đâu, làm gì, chết như thế nào? Con nhà ai? Nếu không có lưu lại thì làm gì Ngài mới thấy lại được. Nó lưu lại trong dòng cảm thọ, mà thường ở trong Bắc truyền gọi là lưu lại trong A-lại-gia. A-lại-gia thức. Nó lưu lại. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp trước của Phật, Phật thấy hết, nên Phật mới giảng một số cái bài về tiền thân của Đức Phật. Nên người ta chép lại thành một cái bài kinh gọi là Kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Cái Kinh Bổn Sanh Bổn Sự là tiền thân của Phật á. Miền Nam dịch là Bổn Sanh Bổn Sự, miền Bắc dịch ra là Bản Sinh Bản Sự. Nói bài kinh đó là nói gì? Tiền kiếp Phật mà không phải hết. Những cái kiếp nào mà có liên quan tới bây giờ á,
Ví dụ như liên quan ngã nan thì Đức Phật nói là hồi kiếp trước trước Đức Phật sanh đâu, ngã nan sanh đâu, đó là tiền thân vậy thôi, chứ không phải là kể từng kiếp từng kiếp từng kiếp, giấy mực nào ghi nổi, trời ơi máy tính nào mà chứa nổi, hàng tỷ 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 kiếp, sống ở đâu, làm gì, sanh cho con nhà ai, có đi tu hôn, chết thế nào, làm quan thế nào, vân vân. Cho nên chết rồi đâu có mất đi đâu, có mất đường nào đâu. Kinh Bổn Sanh Bổn Sự mình á, Bổn Sanh Bổn Sự mình nhìn ra coi, có mất đường nào đó còn nguyên. Những cái gì mình làm nó cũng còn nguyên, dầu cho mình sám hối rồi đi nữa thì cái tội nó không đi theo mình thôi, nhưng cái tội đã làm rồi và cái quá trình mình đã làm rồi nó vẫn còn lưu lại trong lịch sử ở trong A-la-gia á, chứ đâu phải mình sám hối hết đó, thì ở trong cái kiếp đó nó không còn cái đó đâu, còn nó lưu lại trong history á, quý vị hiểu không? Nhưng mà nó không đi theo mình nữa thôi. Bây giờ ví dụ chúng ta làm cái tội đó nó đi theo mình, bây giờ mình sám hối rồi nó hết, nó không đi theo mình ở trong tương lai nữa thôi. Nhưng mà từ đó ở trong quá khứ nó vẫn lưu lại đó. Người ta đi vào trong quá khứ, trong túc mạng ta sẽ nhìn thấy ông đã sai lầm này nè, ông làm tầm bậy tầm bạ này nè, phải không? Có hết, chứ đâu phải xóa. Ở thế gian thì xóa đó. Thế gian ví dụ như bên Mỹ, ông phạm cái tội gì đó thì thực hiện xong đâu 3 năm hay gì đó nó xóa cho, nó xóa cho, nó không lưu lại ở trong history của mình nữa, search lên không còn thấy cái tội đó nữa, là nó đã xóa tội cho. Đó là gì? Nhân đạo. Để người ta thấy là con người biết quay đầu hướng thiện, người ta bỏ đi. Nhưng mà A Lại Gia Thức nó là sự thật. Sự thật sao nó lưu lại như vậy hả? Nó không thiện không ác, nó sự thật nó lưu lại như vậy hả? Nó không có khái niệm thiện ác, mà cái gì nó diễn ra nó lưu lại vậy thôi, chứ đâu nó đâu có nói thiện ác gì đâu. Nhưng mà tại vì thế gian có thiện có ác nên người ta mới xóa bỏ cái tội đó. Nếu mà người ta ở tù xong, hoặc người ta phạt xong, hay người ta thực hành xong thì người ta bỏ đi, quý vị không? Cho nên đó quý vị, ở trong vũ trụ này chúng ta có thể làm được tất cả các cái, nó không có mất cái gì hết. Ta đi ngược về trong quá khứ người ta biết được hết, không có sai gì hết. Như vậy thì cái con đường để đoạn diệt đau khổ là con đường của tâm. Con đường này là con đường tâm. Và chính cái con đường của tâm này, làm cách nào để mình tìm ra được tâm nào làm cho mình khổ, thì chúng ta phải học cái tâm nào làm cho mình khổ, mình mới quyết chí mình đoạn cái tâm đó. Bằng cái pháp nào đoạn được cái tâm nào? Bây giờ thầy ví dụ ha, cây cưa để làm gì? Cây cưa để cưa củi, cưa cây. Cây đục để làm gì? Để đục củi, đục cây thành cái lỗ, hoặc cái lỗ vuông vuông tròn tròn gì đó. Rồi cây búa để chi? Để đốn cây, đốn củi, đúng không? Cây dao để làm gì? Cây dao để làm này làm kia. Ai ăn mặn thì làm cá, ai ăn chay làm tàu hũ, cắt rau cắt cỏ. Mỗi cái nó đều có chức năng riêng của nó. Vậy thì sân lấy cái gì để đoạn trừ? Tham lấy cái gì để đoạn trừ? Tâm ác lấy gì để đoạn trừ? Tâm phiền não lấy gì để đoạn trừ? Tâm ganh tị lấy gì đoạn trừ? Tâm ái lấy gì đoạn trừ? Tâm trạo hối lấy gì để đoạn trừ? Phải học nè. Cái đó là học pháp. Mà pháp đó là cái con đường nó giá mắt gá đó, tức là cái đạo cao thượng. Chúng ta học cái con đường đạo cao thượng là cái con đường để đoạn diệt cái nguyên nhân của đau khổ. Đó là con đường đạo cao thượng. Đường đạo cao thượng là đường đoạn diệt nguyên nhân của đau khổ. Quý vị học pháp á, đừng có ham học nhiều pháp, đừng có ham học nhanh pháp gì cả, mà chúng ta học cho hiểu, hiểu để áp dụng thực hành,
ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, liền trong hiện tại. Cho nên học tới đâu hiểu tới đó, không cần nhanh gì hết. Nhưng mà bây giờ thì người ta lại khoái nhanh, ngắn gọn, xúc tích, lướt tới tót, xẹt 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 cái ăn bài. Ta thích như vậy. Tại vì cái thế giới nó hối hả, nó không chịu đứng lại, nó không chịu dừng lại, nó không thể chậm lại. Nhịp sống của thế giới càng ngày càng hối hả. Thì qua ở bên New York của Hoa Kỳ, ở chỗ tượng nữ thần tự do, trên phố này không có một chiếc xe Honda, xe đạp nào, chứ toàn là đi bộ không. Ở New York á, quý vị tin không? Cảnh sát cởi ngựa, cảnh sát police bên đó cởi ngựa chứ đâu có ấy. Ở Philadelphia cũng cởi ngựa chứ đâu có đi ấy. Còn đi trong hẻm ngựa vô không được á, là người ta có hai cái bánh xe của NHTSA, cái xe điện mà gắn hai cái chân lên đó, gắn hai cái chân lên cái bánh xe á, gọi là người ta đứng ở trên đó là ta đi vô hẻm. Cảnh sát á đi vô hẻm, hẻm nhỏ 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 là đi vô trong đó. Mà ở bên đó cũng ít hẻm, cũng có mà ít lắm, đặc thù vậy thôi. Còn ở ngoài là cởi ngựa được, ta cởi ngựa, không có xe gì hết trơn á. Mình thấy người ta đi bộ kìa, thầy cũng đi với người ta, không có cảm giác gì lắm. Cho đến khi cái cây viết thầy vác túi là nó lọt đất, thầy mới ngồi xuống, thầy lụm cây viết, mới phát hiện ra cảnh của New York. Ngồi xuống cái thấy chân người ta đi rụp 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 rụp, mình ngồi là chóng mặt luôn, mà nó đi thấy chân không. Chứ mình đi con ta cũng bình thường, người ta đi mình đi, ai nhờ đâu. Mình ngồi xuống mới thấy cảnh của New York là nó chân không đi, hối hả hối hả hối hả. Cho nên đó, ở nơi đó là toàn các cái doanh nhân, là người thương buôn buôn bán giàu có. Cho nên thầy đọc tờ báo nói là cái người ở New York người ta đi như thế này nè, người ta lọt tờ $100 xuống đất, ta không lộm đó. Vì lý do cái thời gian dừng lại để lộm tiền một tờ $100 thì nó ít hơn cái thời gian mà người ta đi dành, ta làm chuyện khác, nó sẽ sanh ra cả $1,000. Mà khi mình dừng lại lấy $100 là mình lỗ hết $900. Mình la cái gì dữ vậy? Nhưng mà thiệt đó quý vị, mấy cái doanh nhân ở trên thế giới, doanh nhân là dân thương buôn buôn bán, cái thời gian đẻ ra tiền nên họ rụp 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 rụp, họ sống nhanh lắm, họ làm nhanh, họ sống nhanh, đó là thiệt đó. Còn mình ở đây mình không có biết làm gì thôi, mình thả phệ tà tà đi ra ruộng, cầm cái cuốc đâu đi từ từ từ, thấy ông làm hồ cũng vậy, làm từ từ, lâu lâu trộn giá, lâu lâu trộn giá. Đi qua New York mới thấy cái cảnh ta đi như chạy, đi qua bên Nhật mới thấy cái cảnh ông kia ông chở thầy đi giảng ở bên Nhật á, thắng xe két lại để đổ xăng á. Trời ơi, cái nhân viên đổ xăng nó chạy cúm chạy, cái người Nhật á, người ta chạy mà chạy bước không có dài, bước ngắn ngắn mà chạy cúp ra đổ xăng rồi chạy cúp vô. Thầy la ở sát bên mắt gì chạy vậy? Ông la người Nhật người ta quen từ nhỏ chạy không à, nó không đi. Mà thiệt vô quán chạy súp chạy ra, rồi chạy vô. Cái xã hội nó hối hả, nó nhanh gì đó. Mình không tin hả? Đi vô bển coi, chạy không à. Vô quán là kêu mấy ông lại cũng chạy tới. Là gì đâu, đi tới thôi. Nhưng mà nó quen hết trơn rồi, từ nhỏ chạy rồi. Cho nên chỗ nào cũng chạy súp gì. Người ta làm gì đó, ta tranh thủ thời gian, ta tranh thủ nên ta mới giàu. Còn mà thả phệ làm từ sáng đến chiều giác có một bao gạo sao giàu nổi, hiểu không? Ta phải nỗ lực, ta giác sáng tới chiều mấy chục bao, hoặc là ta nghĩ ra cái máy nó giác gạo. Bây giờ bình thường mình dùng cái thân của mình giác gạo ngày giác 2-3 bao là sao giàu. Cái ông nỗ lực giác ngày 100 bao ổng khá hơn. Nhưng mà cái đầu người ta, ta chế ra cái máy, ta khiêng một lần 100 bao, khiêng lần 100 bao, ngày ta khiêng cả 100 lần. Là máy móc đó, robot đó, quý vị thấy không? Vậy thì khiêng ra gấp 100 người làm là tiền nhân lên 100 lần rồi. Một ông á làm ngày 1 triệu, bây giờ nó làm cái máy làm lên 100 lần là 100 triệu. Nó giàu lên 100 lần rồi, thấy không? Máy làm giùm, chỉ cần ông đó điều khiển nhiều cái máy là được. Cho nên thế giới xu hướng là robot, nó làm thay mình, làm nhanh, làm hiệu quả, làm nhiều hơn.
Nên con người mình á, mai mốt lỡ không con đi chơi xong robo làm hết. Đó, gắng sống đi trong tương lai, trời ơi sướng lắm. Nó làm hết tất cả các cái, thậm chí đi toilet hay gì nó còn khiêng mình vô luôn á. Người ta nghĩ ra mà ta nghĩ ra nhiều trò lắm để cho mình khỏi tốn công làm gì. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Cái gì không sử dụng thì cái đó bị đào thải. Ở thế giới là vậy đó, cái tay mình không sử dụng, tay mình nó nhỏ từ từ nhỏ xíu lại. Cái chân không sử dụng riết cái chân mình đi không được luôn. Nó nhỏ xíu lại đâu sanh cơ. Cho nên người nào mà đi nhiều là chân sanh cơ, chân mạnh gân cốt. Còn thôi chân nó teo lại. Cái gì mà mình sử dụng thì cái đó nó tồn tại, gì không sử dụng đào thải. Cho nên ở trên con người mình cái gì còn là cái đó còn sử dụng đó. Còn chúng ta không sử dụng cái gì cái đó mất đi. Nếu chân mày không sử dụng gì hết thì tiếc chân mày mất tiêu. Ví dụ như vậy đó. Cái gì mà còn sử dụng lại để lợi ích cho thân của mình thì nó còn tồn tại, không có thì nó bị đào thải, gọi là đào thải tự nhiên. Cho nên cái sân của mình không sử dụng thì sân mình nó bị đào thải. Tham của mình không sử dụng, tham bị đào thải. Vì mình muốn đào thải tham, đào thải sân thì đừng có sử dụng nó. Để thầy nói lên cái lý của tạo hóa. Học Phật Pháp mà tầm cái lý, hỏi làm sao ta phải tu hành lại chỗ. Cho nên đó quý vị thấy không, bây giờ mình thấy cái nguyên nhân của đau khổ là nằm ở đâu. À, nằm ở trong tâm. Khổ nó ở đâu? Khổ ở tâm. Vậy thì tâm gì làm cho mình khổ? Thứ nhất là tâm tạo nghiệp. Thứ hai là tâm vô minh. Thứ ba tâm tà kiến. Thứ tư là tâm chấp thủ. Thứ năm là tâm si mê. Thứ sáu là tâm phiền não. Nó làm cho mình khổ. Cái tâm nào mà tạo nghiệp thì tâm đó làm cho mình khổ. Người ta nói gì sao giống phiền não quá thầy, nó giống mà nó khác. Phiền não là đối cảnh sanh tâm, thì tâm nào mà đối cảnh sanh là tâm phiền não. Trong nhiều cái tâm phiền não đó, tâm nào nó tạo nghiệp, tâm đó tạo nghiệp là tâm đó làm cho mình khổ. Tâm vô minh là một cái loại tâm có cái hiện diện mà không nhận ra, tâm đó là tâm vô minh. Ví dụ như chúng ta đang khổ mà chúng ta không có nhận ra đang khổ là chúng ta bị vô minh. Có một con đường đoạn diệt đau khổ mà chúng ta không biết là người ta bị vô minh. Có nhân quả nghiệp báo mà chúng ta không nhận ra người ta bị vô minh. Tại nó đang sờ sờ trước mặt mà không thấy mà, thì không bị vô minh. Vô minh là có hiện diện mà không nhận ra, gọi là vô minh. Vậy mình đang suy nghĩ, mình có nhận ra mình đang suy nghĩ không? Không phải không? Vậy đang vô minh á. Mình đang tưởng là hình ảnh trong tâm, còn đoạn phim trong tâm, mình có nhận diện ra không? Không nhận diện ra là vô minh. Mình đang bị phiền não nó chi phối nè, có nhận ra không? Không nhận ra là vô minh đó. Mình đang làm ác, mình có thấy mình làm ác không? Không phải không? Là vô minh đó. Mình đang làm thiện, có thấy mình đang làm thiện không? Không phải, là vô minh đó. Mình đang nói bậy nè, biết mình đang nói bậy không? Là vô minh. Mình đang nói đúng, biết đang nói đúng không? Không biết, là vô minh đó. Đó là tâm vô minh. Bây giờ tâm tà kiến. Tâm tà kiến là nhận thức khác với sự thật. Sự thật khổ chết luôn mà nói vui. Vui quá, ai nhà đâu nó khổ muốn chết luôn. Rồi cái ông này ổng xấu xa gì mà nói ổng tốt. Cái người này tốt gì mà nói xấu. Cái này nè nó thường còn mà mình cho nó là hoại diệt. Cái hoại diệt mình cho nó là thường còn. Đó là tà kiến. Ví dụ như có một người ta nói là linh hồn nó còn hoài mãi mãi, nó là tà kiến, không có cái gì mãi mãi trên đời này hết trơn á. Thì làm gì có cái linh hồn là mãi mãi. Con người ta chỉ tồn tại ở dạng tâm và thần thức. Nó sẽ thay đổi tùy vào cảnh và loài chúng sanh. Chứ nó không phải y chang vậy hoài, nó không phải có một cục đó hoài, mà nó thay đổi vào nhận thức. Bây giờ ví dụ như hôm qua là ta buồn, bữa nay hết buồn. Vậy thì nó thay đổi rồi. Hồi nãy nổi sân, giờ hết sân mà thành tham thì nó thay đổi rồi.
Vì cái tâm của người ta nó thay đổi liên tục, chứ nó không phải dừng ở một chỗ như kiểu linh hồn. Linh hồn không có, nhưng thần thức tâm thì có. Quý vị hiểu không? Mà thần thức với tâm á, thì là nó lại là thay đổi theo cảnh, nó thay đổi theo tu, nó thay đổi theo từng cái thời gian. Tại vì nó sanh ra rồi nó diệt đi, nó sanh ra rồi nó diệt đi, nó thay đổi tùy theo cảnh như vậy. Chúng ta sống á, ở trong tà kiến rất là nhiều, nhìn sai một vấn đề. Trời ơi, yêu rồi thấy cái gì cũng tốt, mà ghét thấy gì nó cũng xấu. Tin không? Cho nên cái buổi lễ cưới á, wedding á, ta nhìn thấy cái người mà mình wedding cái gì cũng tốt. Nhưng mà tại tòa ly dị á, bắt đầu nó nói cho coi nè nha. Trời, nó kể tội nè nha, ông chồng cái tội vợ, vợ tới gọi chồng riết lúc ly dị đó. Bắt đầu nó kể toàn là tội không à. Mà trước cái đám cưới đó nó kể toàn là chuyện tốt không. Quý vị tin không? Coi trong nhật ký biết ha. Lật dòng nhật ký đó, dòng nhật ký đó em trao. Rồi đầu trước khi cưới, trời ơi người yêu gì đâu, quá trời luôn. Trời, cái gì cũng đẹp, mắt cũng đẹp, lỗ mũi cũng đẹp, tay cũng đẹp, lời nói cũng đẹp, cái gì cũng đẹp. Nhưng mà lúc ra tòa ly dị cái gì cũng xấu. Chúng bắt đầu kể ra, trời ơi, nó ác với tôi lắm rồi này nọ, nó chửi tôi, nó làm khổ tôi, tùm lum la chừng, thấy không? Chịu hết nổi. Nhưng mà không có nào là chân lý hết á. Cái đó là do thấy biết của mình tại thời điểm đó mà thôi, chứ nó không phải là sự thật. Mình muốn biết được sự thật, mình phải dẹp hết tất cả những gì che mờ tâm mình sẽ thấy được sự thật. Cái ly này nè, muốn trong vắt nước á, thì mình phải lọc hết tất cả cặn bã đi. Cái ly mà có cặn bã tùm lum ở trong không có nhìn thấy đáy được, hãy lọc hết đi. Cái tâm mình có nhiều lỗi ở trong quá, mình lắng động xuống đi cho nó thanh tịnh đi, chúng ta sẽ thấy. Nên tu á, là người ta lắng động thanh tịnh, ta diệt đi kiết sự truyền cái, đừng cho che mờ tâm. Thì á, là nó thứ nhất là nó hết tà kiến, thứ hai nó hết vô minh. Còn chấp thủ là gì? Chấp thủ là giữ chặt một cái. Ví dụ nè, thân mình càng ngày càng già, vậy mà mình khoái trẻ, giữ chặt cái tuổi trẻ đó. Cho nên tìm mọi cách để làm cho nó trẻ, bằng cách uống thuốc hồi sưng, bằng cách đó là căng da mặt, bằng cách là đập đi xây lợi, bằng cách tắp kem, bằng cách tha, ôi tối tùm lum chân, bằng cách nhuộm tóc, để cho nó quay lại. Cái đó cũng là một dạng chấp thủ, không muốn cho nó thay đổi mà mình giữ chặt đó. Cho nên hình ảnh để trong cái bóp của mình á, mình thấy hình ảnh chỉ có 18 thôi, mãi mãi em 18, 81 rồi mà vẫn cái hình 18 ta để trong túi á. Tin không? Sao cái hình 30 không để, 40 không để, 50 không để, 60 không để mà để hình 18? Lục ra thử coi trong bóp mình hình mấy tuổi, cái hình nào mà mình ưng ý nhất để giống á, chấp thủ để cho nó mãi mãi còn tồn tại. Người ta tính đâu để trong bóp thì mình còn tồn tại cái tuổi đó. Nhưng mà sự thật thì ánh nắng của mặt trời nó càng quét một cái gì nó cũng héo. Thấy không? Nó héo mẹ tới héo queo luôn, chứ không héo bình thường. Cho nên một ngày nào nhìn lại sao thấy già cõi, cằn cõi, bắt đầu lấy cái hình 18 ra hát cái bài hát. Ngược dòng thời gian quay về quá khứ, ai thấy tôi cũng chạnh lòng. Đó nè. Thấy không? Cho nên đó quý vị á, thấy cái đó là chúng ta chấp thủ, muốn cái đó hoài mãi mãi, không bao giờ mất cái đó. Do đó một cái cô này ở trên Long Xuyên á, cha mẹ ly dị mà cổ định nhảy lầu chết đó, là tại sao? Ở nhà có cha có mẹ có anh có em, có gia đình rất vui. Nhưng tới ngày đó ông chồng có vợ bé, ông ly dị bà vợ, nó mất đi cảnh vui đó. Nó mà trong tâm của những người con là muốn cái nhà mình dị hoài đó. Trời ơi, có cha có mẹ có anh có em, ăn uống chung, vui giày chung, đi chơi chung, nó hạnh phúc dễ sợ luôn. Rồi tối ngồi coi phim chung rồi ha, rồi đồ ăn trái cây người này mời người kia qua lại, nó hạnh phúc dữ lắm. Tới một ngày nào nó tan rã hết, không còn cái gì hết. Tới ông ly dị bà vợ cái, rồi bà vợ buồn khổ không ăn uống, đổ bệnh. Rồi với đấy đứa con thấy vậy rầu buồn nghỉ học, thấy cái nhà cửa tan nát hết. Mới hôm qua thôi là một cái nhà ngon lành hạnh phúc, có vợ có chồng có con có cái chăm chút, đồ nấu ăn, người nấu ăn, người giặt đồ, người quét nhà. Rồi ngày nay ai cũng la liệt hết chứ, hết tinh thần, hết muốn sống. Đứa con muốn nhảy lầu luôn, chết luôn, đứa chết, đứa trầm cảm. Là sao người ta chấp thủ cái này nè, ta cho rằng nó mãi mãi như vậy. Duyên hợp duyên tan thì làm gì mãi mãi được, đúng không?
vô thường, nó thay đổi liên tục biến dị, nên học pháp người ta sẽ giải phóng được cái tâm này. Dầu cho nó đau thương nhưng đó vẫn là sự thật. Cho nên người ta không giữ một cái gì hết, ta chỉ giữ lại kỷ niệm, chứ người ta không giữ lại cảnh giới. Rồi người ta tu nữa, ta không giữ lại cảnh kỷ niệm luôn, ta xả bỏ. Người ta chỉ giữ tâm niệm. Tu lên thời gian nữa, người ta xả bỏ, ta không giữ tâm niệm luôn. Tại vì của đời trả hết lại cho đời xong, trong tâm rỗng rang, nhẹ nhàng, thanh thản, ta tư duy thiền định. Quý vị hiểu không? Nó từ bực vậy đó. Chứ còn mình còn giữ cái này, còn giữ cái kia là cũng chưa có tới nơi đâu. Bị chấp thủ là giữ lại đó. Nhà trong quận 10 này có cưa kia, nhà lầu 3, 3 lầu cứng ngắc độ chứ. Toàn đồ kỷ niệm của ông chồng không. Mấy đứa con thấy chuột nó vô, nó quậy ở chồng đó nào, xe đạ, bánh xích gì để hết trơn, cửa nẻo cái gì cũng để. Bữa đó thầy giảng chồng nè, mấy đứa con mới mời thầy về nhà. Để là trời, mẹ con chỉ có nể thầy thôi, thầy về nhà thầy nói làm sao mà ủa giải phóng hết ba cái đồ này, con cảm ơn thầy dữ lắm chứ giờ nhà không có chỗ ở. Ba lầu đều cứng độ hết trơn, không biết cái đồ gì không biết nữa, tùm lum hết trơn, cứng hết trơn, không bỏ gì hết trơn. Bánh xe, niền xe, căm xe, cái bàn, cái ghế cũ rồi nào à, hồi đó ba mày mới cưới tao, hồi đó gì? Tức là giữ lại đồ hồi đó không chấp thủ. Tính ta giữ lại vậy tao được an vui à, quý vị. Nhưng mấy đứa con an vui mình đâu sống cho mình không. Mấy đứa con nè, nó muốn làm phòng ở, muốn là gì thì không được, bích hết trơn. Cho nên thầy lại thì nói muốn rác cổ luôn, nói về này nọ là mình giờ mình còn vậy, mai mốt không còn thì cũng lại ai để ai. Thôi về bỏ bớt đi, chỉ cái đồ nào mà thấy gọn nhẹ để riêng trong phòng của mình thôi, đừng ảnh hưởng tới ai. Vậy nó mới có phước. Còn nhà cửa phải dọn dẹp để vệ sinh, con cái cháu chắc nó lớn lên á, vệ sinh để thôi nó bệnh hoạn, đồ cũ không là nó hấp ra cái âm khí không à. Hiểu không? Bụi bặm tùm lum, xét xúc tùm lum ở trong cái rồi chuột nó dán ở trong rồi làm sao vô? Chất nguyên vậy rồi làm sao vô đuổi dán đuổi chuột ở phía bên trong. Rồi nhầm khi có một con chuột nó chết trong một cái một mà hôi đi kiếm cả buổi không ra luôn. Rồi mới chịu á. Phần bán ra chai phần cho. Mà thầy phải hy sinh, thầy đứng đó để cho cổ làm chứ thôi thầy về sợ cổ không chịu. Bắt đầu đem xe lại liền, mướn xe lại cho cái băng dọn nhà đó dọn lại làm rụp trong một buổi liền. Trời ơi, khiêng một cái bàn cái thấy cổ nhót ruột. Lấy cái sườn xe đạp á cổ nhót ruột. Thầy phải đứng thầy nói chuyện cổ là đừng có nhót, không có gì hết trơn á. Cái này mình làm có phước, mình cho người ta đi mình được phước, món phước mang theo. Còn cái gì kỷ niệm á, nhẫn cưới rồi thì để lại, hiểu không? Đó, cái gì đó, còn ba này để cho này nọ này. Trời ơi, mà lấy cái cổ nhót. Thấy tội dễ sợ. Nhưng mà không làm không được, mấy đứa con có nhà ở gì hơn nữa, ở mất vệ sinh. Vì xét đóng bụi bặm tùm lum nhưng không có dọn được gì, để đóng chồng lên không có gọn ghẻ rồi đó. Quý vị hình dung ra như cái kho mà nó gọi là xà bần sắn cấu ở trong á, lẩu tập tàn ở trong á. Rồi làm sao? Đó là chấp thủ, nên cái chấp thủ của người ta ghê gớm lắm nha. Có những cái chấp thủ trong tâm. Cho ý kiến mình số 1, ông nào cãi lại cái là chết, mày cãi tao. Đó, cho mình là đúng nhất, nó giữ chặt cái ý kiến mình gọi là kiến thủ kiến. Thân kiến là giữ chặt cái thân mình cho nó mãi mãi như vậy. Ý kiến của mình là kiến thủ kiến, giữ chặt đó, thấy không? Rồi tâm si mê. Tâm si mê á là một cái tâm làm cho tâm mình nó tối. Cái tâm làm cho tâm mình tâm tối, tâm á làm cho cái tâm mình á, tâm ớ làm cho tâm mình ớ, nó tâm tối á. Cái tâm làm cho mình tâm tối, bây giờ ví dụ ha, mình đi vào trong một cái ngôi nhà vào ban đêm, chúng ta không thấy gì hết trơn á. Mà lý do là sao không thấy? Tại vì bóng đêm không có đèn cho nên không thấy gì hết. Nhưng cái nhà đó có đồ không? Có đồ tùm lum chân nó đi dấp té. Tại vì chúng ta không thấy. Tại sao chúng ta không thấy? Tại vì bóng đêm. Cái gì có phát sáng thì mắt mình mới thấy. Còn này là bóng đêm cho nên mắt mình không có thấy. Nó là bóng đêm, đen ngòm, đen nghịch là bóng đêm. Cho nên cái bóng đêm đó làm cho chúng ta không thấy gì cả. Trong tâm mình không sáng suốt, không nhìn thấy được đây là tốt, đây là xấu, đây là thị, đây là phi đang tồn tại.
Vì cái tâm mình nó đen thui, vì tâm đó là tâm si mê. Vì cái tâm si mê, tâm si mê làm cho tâm không nhận thức được gì hết. Vì cái gì làm cho tâm si mê? Bây giờ người ta thấy ví dụ, thí dụ thế này. Đây là cái tâm mình, nó giống như cái lu vậy đó. Cái lu, lu nước. Cái tâm không có si mê, nước nó trong vắt hả? Nhưng mà bây giờ đổ mực vô, mực đen, mực xanh, mực vàng, mực tím vô, đổ cát, đổ đá, tùm lum ba chổng hết á, rồi bụi bặm, rồi gì đó, năm tháng rồi móc mà meo lên, rêu lên rong, rồi cá gì tùm lum ba chổng chân á, rồi con vật di trùng con gì, rồi lăn quăng gì, rồi bỏ gậy gì chổng tùm lum la chân á, thì làm cho cái này trong này nó chứa quá trời nhiều thứ, làm cho nước nó trở nên đen, đúng không? Nước trở nên đen, và đen á thì nó có mùi hôi, đúng không? Đen nó hôi thối. Cái này là các vật chứa trong đó, cát đá gạch gì cũng thảy trong đó, chứ đâu để lâu lâu năm thử thấy biết à, rác rưới lăn quăng cặn bò hóng tùm lum ở trong chứ á, nhìn vô một cái tối đuôi không thấy gì trong. Như vậy thì chúng ta thấy cái ly nước này như cái tâm của mình vậy đó, có nhiều vật ở trong, tức là đây là những cái loại tâm phàm, nó ở nhiều thể kiết sử và triền cái, phiền não vậy đầy trong hết trơn, nhiều loại tâm khác nhau mà nó chứa nhiều loại thì nó làm sao, nó phải màu đen đúng không? Đâu thử cái một cái ly thảy tùm lum ở trong hết trơn rồi cho nên nó phải là đen không? Thảy thử đi biết hả? Nó thúi nước lên. Ở ngoài sau cái ao mà phóng sanh cá mà, hôm qua kia thầy thấy ra thúi nước là tại sao? Tại vì Phật tử đến cho ăn á, không phải cho ăn bằng thức ăn, mà nào là bánh mì nè, ăn cơm nữa, đổ nửa xuống luôn, đổ cho cá ăn. Mà quý vị cá nó đâu có ăn liền, nó cái nước đó đó nó hòa trộn với nước, nó lên men sinh vật ở trong, rồi cơm đó nó lắng động xuống ở dưới đáy bùn á. Rồi mấy con cá nó lội nè, cái bùng bùng nó tấp lên cơm, nó đâu thấy đâu, nó mới ăn. Cái gì hôi hôi tanh tanh nó mới nhận diện được, rồi nó ăn. Rồi bánh mì trôi lùm lum ở trên, thúi lỗ, nó thúi lan lan quay vi sinh, thúi 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 ra nguyên đoạn kinh luôn, thúi quắc. Quý vị hiểu không? Vậy thì cái tâm mình cũng vậy đó, nhiều loại tâm chẳng, giận hờn ghét ghen buồn phiền hờn giận căng thẳng tùm lum chân á, nó đang thui si mê không còn nhìn thấy cái gì chứ. Cho nên cái người nào căng thẳng chừng nào là bớt sáng suốt chừng nào, người nào sân chừng nào, tham chừng nào, giận chừng nào, hờn nào, ghét nào, ghen nào, thì cái độ sáng suốt nó giảm liền do ông si mê. Do si mê nên ông không thấy những cái gì đang hiện có ở trong tâm của ông, cho nên ông trở nên vô minh. Nên si mê và vô minh là hai tâm khác nhau chứ không phải là một tâm, nhưng nó tác dụng cùng một tác dụng là không thể nhìn thấy rõ những cái gì đang xảy ra. Si mê vô minh nó hai tâm khác nhau nhưng mà nó tác dụng một cái một giống nhau, nên thường ta nói là si mê và vô minh, ta cho đó là một tác dụng chứ không phải là một loại tâm. Hai loại tâm nhưng cùng một tác dụng là không thấy, có si mê không nhìn thấy, có vô minh không nhìn thấy. Hiểu được chỗ đó không? Rồi phiền não. Phiền não là tâm gì? Khi chúng ta bắt cảnh chúng ta sẽ sanh tâm đó, thì tâm đó tâm phiền não. Bây giờ ví dụ nha, hồi nãy không có tâm gì hết trơn á, bây giờ nhìn thấy vợ bé của ông chồng tự nhiên bực, thì tâm bực nổi lên đó. Khi chúng ta nhìn vậy tâm đó tâm phiền não đấy. Ta khen câu hồi nãy không, bình thường ta khen trời sao con này đẹp quá, tự nhiên vui, vậy tâm đó tâm phiền não đó. Người ta không khen vậy ta quay ra đổ mặt ngu. Hồi nãy đâu nghe câu đó đâu có nổi sân đâu, bây giờ nghe câu đó nổi sân lên cái, vậy sân là phiền não đấy. Có nghĩa là chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm mà nó sanh ra tâm, thì tâm đó là tâm phiền não. Căn tiếp xúc với trần sanh tâm, tâm đó là tâm phiền não. Phiền não có hai cái chức năng. Chức năng thứ nhất là tạo nghiệp. Chức năng thứ hai là dẫn cảnh giới. Chúng ta qua phần nội dung. Phiền não thứ nhất á là tạo nghiệp, thứ hai á là dẫn đi cảnh giới.
Phiền não tạo nghiệp ở đâu? Tạo nghiệp ở trên ý hành, tạo nghiệp ở trên miệng và tạo nghiệp ở trên thân. Khi ba cái này nó hoạt động trên nền tảng của phiền não dẫn dắt, phiền não sai khiến. Ví dụ như chúng ta suy nghĩ, đâu phải tự nhiên mà suy nghĩ. Cái tâm gì chúng ta suy nghĩ theo kiểu đó. Ví dụ tâm tham suy nghĩ lấy của người ta, tâm ghen suy nghĩ kiểu đánh ghen, tâm ghét suy nghĩ kiểu hại người ta, tâm thương suy nghĩ cái giúp người ta. Vậy nên xuất phát từ tâm phiền não nào mà nó có định hình cho một cái suy nghĩ của mình để đi đến một cái chủ ý, là đi tới quyết định và dự định của cái tâm đó, thì nó tạo nên nghiệp ý trên nền tảng của tâm phiền não. Mình hiểu không? Chứ không phải mình suy nghĩ khơi khơi đâu. Có tâm gì mới suy nghĩ, không có không tâm suy nghĩ đâu. Cho nên muốn dừng ý nghĩ, dừng tâm là nó dừng ý nghĩ. Còn bằng không thì chúng ta bằng cách buông xả xuống, nó dừng ý nghĩ nhưng dừng tạm thời. Còn chúng ta dừng tâm là dừng vĩnh viễn. Cho nên trong cái thiền định á, thiền định là thiền chỉ á, chỉ là dừng lại. Vậy thì dừng tâm nó sẽ dừng ý. Cho nên ta tu á, ta dừng tâm bằng cách ta dán tâm trên đối tượng của thiền Kasina. À, sau những cái pháp hành chúng ta sẽ thấy à, cái phần thiền định có thiền Kasina, thiền tùy niệm. À, rồi á, là thiền hoàn tịnh vân vân. Thì nó dùng cái pháp nào, dùng căn nào, dùng pháp nào trên người mình có cái gì, dùng cái gì để tu. Ông niệm Phật ông dùng cái gì để tu, trên người của ông, trên người ông có cái gì? Có thân, có khẩu, có ý phải không? Có tay, có chân. Trên người của ông, trong tâm của ông có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Trên mình của mình có mắt, có tay, có mũi, có lưỡi, có thân. Vậy thì dùng một trong những cái đó mình tu, hoặc dùng hai, hoặc là dùng tất cả để tu. Cái đó gọi là dụng công. Dụng công là cái đường ái giá mắt gá. Nhưng mà chúng ta dùng cái gì trên thân của mình để tu. Ví dụ niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, ông dùng cái miệng ông tu đó. Rồi dùng cái tâm ông kết hợp với cái miệng. Cái miệng mình phát ra âm thanh, cái tâm mình nhiếp trong âm thanh đó. Là chúng ta dùng cái gì? Ví dụ mình ngồi thiền, vậy thì mình dùng cái gì để tu trong lúc ngồi thiền đó? Dù con mắt mình nhìn màu trắng thì chúng ta dùng con mắt để tu. Nhìn màu trắng là thiền Kasina trắng. Kasina có 10 đề mục Kasina, tức là xanh vàng đỏ trắng, đất nước gió lửa hư không ánh sáng. Dùng cái gì? Nó phải rõ ràng vậy đó. Chứ nhầm khi mình nói là mình tu vậy mà không biết mình dùng cái gì tu. Bây giờ mình quán từ bi, lấy cái gì quán từ bi? Ông lấy gì ông quán cho tôi coi. Ông lấy tưởng để quán. Tưởng tức là hình ảnh trong tâm mình á. Cho nên mình dùng tưởng để mình quán từ bi, là dùng tưởng trong sắc thọ tưởng hành thức, là trong ngũ quẩn. Năm quẩn, mình đang sử dụng năm quẩn nè, thì mình sử dụng cái quẩn nào để tu? Bây giờ ta ngồi thiền á, ta cột chặt cái thân này là sắc quẩn nè, ta cột chặt cái sắc quẩn lại. Và tâm mình sử dụng cái loại gì, và sử dụng cái căn nào ở trên đó để tu? Chứ không phải mình nói muốn tu là tu đâu, mà tu mình sử dụng cái gì. Nó rõ ràng vậy đó thì mình mới biết rõ con đường ái giá mắt gá để mình đi. Chứ ông rõ ràng ngồi đó là lúng đất. Mình ngồi đó là lúng đất luôn chứ đâu có làm được gì. Chúng ta phải sử dụng nó để làm gì, để mục đích gì? Sử dụng đó để mục đích gì? Từ cái mục đích đó chúng ta mới thấy cái nào tương đương với cái sử dụng đó để đạt được mục đích đó, ta lấy cái đó ta làm. Rồi cái hạnh làm ở đó ở môi trường nào thì nó tốt. Ở môi trường ngồi nhà mình, hoặc môi trường ở ngồi đông người, hoặc môi trường ở rừng mình, hoặc môi trường đi ở ngoài đường. Cái môi trường nào làm tốt cái vấn đề đó, đối với hoàn cảnh của mình, là đó hạnh tu. Thấy không? Nó phức tạp đấy, chứ không phải nói là ví dụ thấy đi là chứng đạo, thấy ngồi một mình trong rừng là chứng đạo cũng chưa chắc đâu. Người đó có biết được con đường giải thoát không? Và họ có dụng công, họ dùng cái gì đó làm. Nên chúng ta phải học chánh pháp ở chỗ đó đó. Và học rồi không biết ngõ để một lần nữa thì phải có ông thầy dạy, dạy pháp cho mình là giáo thọ sư. Dạy thực hành. Ông dạy thực hành à, mình ngồi nè, cái lưng đứng thẳng chưa? Cái chân mình á là gì đúng chưa? Chuẩn bị cho ngồi thiền như thế nào? Ông giữ giới như thế nào? Rồi ông ăn cái gì như thế nào trong ngày đó? Ông sử dụng cái gì đó? Bắt đầu ông thầy ông đi trước ông dạy đấy. Ngồi tầm bậy là ông sửa lưng mình lại. Nhưng khi ngồi quẹo né bên phải sửa lại cho đúng, chứ không thôi đi đường dài không được. Rồi ngồi tê quá phải làm sao? Rồi có những người không thể ngồi như vậy thì làm sao? Ta chỉ kiểu khác. Người kiết già
cái chân ta bự đây nè, co là không được, ta gọi là đùi ếch đó, co kiết già co không được. Thì ông bắt người ta kiết già người ta đâu có làm được, kéo vô bung ra, kéo vô bung ra, cái đùi bự nè thì không được, ông phải sử dụng cái khác cho ép vô sao được, hiểu không? Tùy duyên đó. Thấy người ta kiết già mình cũng kiết à, nhưng khi kiết đâu được. Nhằm khi mình bị thoát vị địa điểm, gai cột sống, ngồi sao được ngồi, thì người ta dùng những cái phương pháp thiền quán, hoặc có ngồi nữa, người ta ngồi ta dựa vào cái gì đó để người ta định hình lại. Tức là những cái trường hợp đặc biệt, cái người thầy người ta dạy, người ta chỉ cho mình để mình nhiếp tâm được. Bắt đầu nó khó lần lần, chứ không phải là nói đơn giản là thấy như vậy là như vậy. Thấy người ta làm chỉ có bắt chứa là làm rần lên. Hình tướng đâu có là được gì đâu. Bây giờ ví dụ ha, thấy người ta đang ngồi niệm Phật nhảy vô ngồi niệm, người ta niệm ta đắc, mình niệm đâu có đắc. Tại vì mình không hiểu con đường vận hành pháp trong tâm của mình thì đâu có đắc. Người ta phát tâm bồ đề người ta tu, còn mình đâu phát tâm bồ đề đâu, thấy người ta làm theo. Thì chẳng qua giống như mình lao động với tập thể dục thôi, làm gì đâu. Thấy người ta lại Phật mình lại theo. Người ta lại Phật ta tôn kính Phật, ta đẩy những cái tâm mà ngã mạn vô minh ra, còn mình lại Phật mình điếm lại. Điểm 1 lại, 2 lại, 3 lại, 4 lại. Ta ngồi niệm Phật để ta định tâm, còn mình ngồi niệm Phật để điếm câu niệm Phật. Được nhiều gọi là công cứ. À, sau chuỗi 108, sau chuỗi 108, điếm 1 ngày lần lên. Ồ, ngày nay con làm được 100 sâu, 18.000 câu niệm. Ai niệm 17.000 khi dễ. Ông tu niệm 17.000, tôi niệm 18.000. Quý vị hiểu không? Nó đâu nằm chỗ đó. Nó nằm cái chỗ nhiếp tâm, nằm ở chỗ khắc chế phiền não là nguyên nhân của tất cả đau khổ, nằm đây nè, nguyên nhân khổ nằm đây nè. Ông nào khắc chế được nhân khổ thì ông đó mới được an lạc, chứ đâu phải ông làm cái gì nhiều. Ông làm bằng cách nào đó chẳng qua là phương tiện. Phương tiện nghĩa là gì? Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy phương tiện có nghĩa là chúng ta xài nó mà thôi. Chứ đó không phải là làm cho chúng ta an lạc, mà chúng ta xài nó để đi đến an lạc. Bây giờ ví dụ chúng ta đi ra quận nhất, xe ráp, taxi, xe Honda, xe đạp, đi bộ, dùng cách nào? Cách nào mà khả năng mình có thể dùng và mình thấy vui nhất trong cách đó mình sử dụng đi. Không thích đi bộ bắt người ta đi bộ, ngồi xe người ta mửa, xe hơi người ta mửa, mà bắt ta ngồi xe hơi. Ông ngồi xe hơi máy lạnh, ông thấy ngon, ông thích thoải mái đi quận nhất, mà ông đó ngồi, ông mửa chết chóc luôn, mà bắt ông ngồi, ông chạy ông đa được. Vậy thì kêu ông đa chở ông đi, thấy nó sai sai biệt rồi ha. Nhằm khi mình làm đó hạnh phúc mà người khác không hạnh phúc. Tu là để mong cầu hạnh phúc, chứ tu đâu phải là để làm cho ta đau khổ. Nên trong quận 3, hai chồng qua trận dịch đó bị khánh kiệt tài sản, mình lỗ lã bán công ty buồn lắm. Người ta đang ngon ngon mà tự nhiên vậy buồn dữ lắm. Hai chồng buồn hoài, với cái người vợ á bắt đầu được cái người bạn rủ tu bắt quan trai. Trời ơi, tu được ngày hai ngày cổ vui quá trời, là vô trong tu mình lặng tâm mình này nọ, vui quá trời vui luôn. Cổ về cổ nói với ông chồng là anh đi tu bắt quan trai ngày để nó vui dữ dằn lắm anh ơi này nọ. Ông gái ông đi tu ngày trong xã cái stress trong lúc đó. Ông đi tu từ sáng tới chiều tối về cái là ông chắp tay liền. Ông nói bà từ đây tới chết bà đừng rủ tôi đi tu bắt con trai. Hỏi sao vậy? Là ngày nay tôi muốn chết luôn. Dù chồng không có gì ăn sốt ruột muốn chết luôn. Rồi á là hồi nào giờ đâu có ngồi nghe pháp đâu, đi kinh hành bây giờ bắt ngồi nghe pháp kinh hành nó đau lưng muốn chết luôn. Không có nằm được giờ nào từ sáng đến chiều luôn. Rồi giảng nữa chứ, giảng ông đâu có muốn nghe. Ông thầy lên giảng mà lại ông thầy giảng lâu lâu mới nhả chữ, lâu lâu mới nhả chữ, lâu lâu nhả chữ, ông lại đợi chữ này tới chữ khác muốn chết luôn. Đợi câu trước rồi ông đến biết bao lâu mới thêm câu. Trời ơi, ngồi với ông la trời, ngồi với tôi ngủ gục biết bao nhiêu lần luôn. Điệt á, một ngày mà tôi từ sáng đến chiều tôi bắt quan trai, tôi giống như là nó bị đọa ở cảnh giới nào vậy đó. Tôi trông cho nó hết giờ, ngồi đó mà nhóm trong hết giờ, nó tê chân tê tay, rồi đói bụng khát nước. Nó la trời ơi, tôi lại bà từ đây về sau bà đừng có kêu tôi bắt quan trai. Có nghĩa là sao? Nhưng mà trong khi bà vợ tu rất là an lạc, tu rất là thích lắm. Có nghĩa là gì? Cái này làm cho người ta vui, nhưng cái khác chưa chắc người khác đã vui với cái này.
đó là nhân duyên khác nhau, phát tâm khác nhau. Bà vợ open, mở lòng, mở tâm để đón nhận Phật pháp. Còn ông chồng ông đóng ngắt lại mà ông đi vô, ông đón đường nào? Không đón mà bà giảng là thành tra tấn liền. Cái người mở tâm mong cầu mình giảng ta rất thích, rất vui. Còn người nào không mong cầu mình giảng đó là đang tra tấn bằng âm thanh. Đứa con 18 tuổi học lớp 12 điện cho thầy nè, là thầy ơi, thầy giải cứu gia đình con giùm. Mới hỏi làm gì vậy? Là con giờ sắp thi rồi, thi tốt nghiệp rồi, mà mẹ con bắt băng giảng của quý thầy tối ngày luôn, không có học bài được. Ba con á, ổng không xem tivi được, ổng quạo, ổng bọ. Cái thầy mới điện thoại cho cô đó đó. Cô đó hay đi chùa. Thầy hỏi sao mày là bắt băng bắt gì cho, không cho người ta học hành gì chứ, người ta sắp thi. Là thầy ơi, thầy ở nhà con toàn là quỷ với ma không à, con bắt băng giảng quý thầy vô để cảm quá. Là cổ tu mà con cổ với ông chồng không có chịu tu, cho nên nhà cổ toàn là quỷ với ma không. Rồi cổ về cổ bắt băng giảng nào hay hay là bắt hết cốt lên, bắt cả nhà luôn. Chơi lo mà lo boss không á, để vô ầm lên luôn để cho nó tu. Nhưng mà nó tu hay là nó khổ? Đang tra tấn người ta đã chánh pháp, áp dụng không đúng người, đúng đối tượng, đúng thời khắc, trở thành phi pháp, làm khổ người ta. Chánh pháp làm khổ người ta đó. Băng ông giảng lên, ông niệm Phật làm khổ người ta, làm ồn người ta. Người ta lúc này người ta đang chú tâm tới học luyện thi đại học đi tốt nghiệp, mà mình bắt lên ta đâu có mở tâm để người ta tu giải thoát gì lúc này. Tâm của chúng sanh lúc này là người ta cần cái khác, nhưng mà lúc nó đau thương đi, nó muốn quay về con đường của nhà Phật, nó muốn Phật cứu, thì lúc đó mở đúng lúc rồi đó. Lúc cuộc đời nó dập lên dập xuống cho te tua tơi tả, nó quay về nghe lời Phật dạy đó, lúc đó bắt lên là vừa đó, nó mở lòng rồi để đón Phật pháp vô. Lúc này nó đâu có mở lòng, lúc này nó muốn thi đậu đại học, muốn thi đậu tốt nghiệp, ta đang luyện thi ở đâu đó mà giảng nhân quả nghiệp báo gì ở đây. Không đúng lúc, không đúng nơi, không đúng thời, không đúng xứ, không có thành tựu. Nên nhà Phật giảng kinh phải lục chủng thành tựu là chỗ đó. Quý vị hiểu ý chỗ này không? Cho nên chứ đâu phải là bao giờ là giảng chánh pháp người ta cũng nghe, không có duyên đó. Nên phải có duyên. Người nào đi tìm, đi cầu thì cái đó mới trở thành vàng, bạc, kim cương. Còn người nào không tìm cầu, mình thảy vô người ta giống hệt như mình lời luyện đá vô mình người ta vậy đó. Quý vị hiểu không? Chứ không phải là mình ngồi nói pháp là được ích lợi, nói pháp là được an vui người ta đâu. Người ta phải mở lòng mình đưa vô thì cái đó mới là ích lợi cho chúng sanh. Còn không mở lòng đưa vô thì chẳng thà ngồi một chỗ mà thiền định dứt phát không bao giờ nói. Nên tại sao Tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua Trung Hoa ngồi ở chùa Thiếu Lâm Tự 9 năm mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm ở hang của chùa Thiếu Lâm Tự á, gọi là củ niên diện bích 9 năm ròng rã không ăn không uống, đợi gì? Đợi chúng sanh mở tâm ra cầu pháp thì ngài mới đi thuyết pháp. Chứ ngài là một kho pháp, ngài chứng đạo mà một kho pháp, nhưng mà không ai nghe hết trơn. Nói gì? Lúc đó tổ thần quan á, là tổ Huệ Khả mới quỳ 3 ngày 3 đêm cầu pháp đó, là có người muốn rồi, có người cầu rồi. Thì lúc đó ngài mới xuất quan, ngài dạy sau đó người ta lại ta quy y quá trời luôn, đủ duyên thấy không? Quý vị thấy không? 9 năm trời ròng rã ngồi đó. Mình coi chuyện phong thần á, thấy sao ông Khương Tử Nha ông ngồi cần câu không có lưỡi. Chứ người ta hỏi ông đi câu, ngày nào ông ra đem câu, ngồi cần câu không lưỡi. Ông là người ta câu cá mà tôi câu thời câu giận. Ông ra đó ông ngồi ông chiêm nghiệm thế gian, ông ngồi ông tỉnh bơ, ông tỉnh lặng đó mà cầm cần câu. Đâu phải ai cầm cần câu cũng câu đâu. Hiểu không? Nó, người ta câu cái khác, ta ngồi ta đợi gì? Ông muốn làm nên một cái đất nước ngon lành mới hơn thời ông vũ trụ. Cho nên mà ông vũ trụ phải yếu xuống ông làm mới được. Chứ mạnh quá đánh lợi, đánh lộn mà phải đợi ta yếu mới đập nổi chứ. Còn mạnh đánh cái là le lưỡi hả? Hiểu không? Nên ông ngồi ông đợi cho yếu xuống, mà tại vì ông thấy dứt phát phải yếu. Tại là toàn ăn chơi ăn nhậu gì không quậy không thì là dân chúng đâu ủng hộ. Hiểu không? Cho nên ông ngồi ông đợi đó. Ông đợi cho đến lúc nào mà yếu xuống không? Ông Châu Văn Dương cái gì lên cái đó, ông thay đổi. Còn ví dụ như á, bên ông vũ trụ mạnh hoài sao? Mạnh hoài thôi, đánh gì lại? Chừng nào yếu xuống mới đánh lộn mà phải lựa cho yếu rồi xuống mới đánh.
đợi nó đang mạnh khỏe đừng đánh, đợi bữa nào nó bệnh á thách đấu mới đánh lợi nó, chứ thôi sao đánh, hiểu không? Nói cho vui. Cho nên người ta ngồi ta đợi. Thì Tổ Bồ Đề á, ngài ngồi đợi chúng sanh nào cầu pháp cần pháp. Thì lúc đó có người rồi đó, quỳ ba ngày ba đêm rồi biết bao nhiêu người cầu thì cầu á, có cảm có ứng ha. Tức là cầu thì cho à. Nên Đức Phật thuyết pháp ngày xưa cũng vậy, người ta thỉnh cầu Đức Phật ba lần Đức Phật mới thuyết, có nghĩa là mở tâm lòng thành tha thiết. Lúc đó Đức Phật thuyết lời nào là vô lời đó, nhanh gọn lẹ mà là đạt được kết quả. Còn người ta không nghe, nói tối ngày khản cổ luôn cũng chả có ai nghe để tu. Quý vị thấy không? Cho nên đó quý vị, cái gì cũng có duyên là chỗ đó đó, không có duyên đâu có được đâu. Rồi bây giờ á, cái pháp học này đó, chúng ta là học xong, bây giờ á là mình hành pháp. Hành pháp là gì? Ta gọi là pháp hành, đó là hành pháp. Hành là gì? Hành là những việc làm khi chúng ta còn thở. Học pháp, hành pháp. Pháp là cái mình làm khi thở. Thở này như là gì? Là đời sống đó. Đời sống cứ là thở, hết thở hết sống. Cho nên khi còn thở làm cái gì là pháp hành của người tu á. Khi còn thở ông làm cái gì? Khi ông còn thở, trong từng hơi thở có chữ này thì được nè, trong từng hơi thở có tu là làm đúng rồi đó. Còn trong từng hơi thở không có tu là sai về mặt thời gian. Còn trong hơi thở có tu, tu cái nào? Trong hơi thở có tu là đó là nói về mặt thời gian. Thời gian. Trong hơi thở có tu là nói về thời gian, đây là đúng về mặt thời gian. Trong hơi thở ông có tu. Tu hình tướng, tu gì tôi không biết, ông tụng kinh, ông niệm Phật, ông làm gì không biết. Nhưng mà trong từng hơi thở ông phải có tu là ông đúng rồi đó. Cái thứ hai, trong cái tu có chánh pháp. Trong cái thở nè có tu, trong tu có chánh pháp. Trong chánh pháp có nỗ lực. Rồi ngon. Pháp hành. Trong hơi thở có tu là đang nói mặt thời gian. Trong cái tu có chánh pháp nói về đường đạo, đường chánh đạo. Chứ ông tu không tu pháp gì, ông tu pháp tự chế hả? Tự nghĩ ra pháp đó tu à? Đâu được. Ông có tu đó mà ông tu pháp gì? Ông tu pháp tự nghĩ ra. Tu pháp cũng phải Phật dạy chứ, phải phù hợp với mình chứ, đâu pháp đâu nghĩ ra vậy. Vậy thì trong cái hơi thở đó có tu, có nghĩa là còn thở còn tu. Cái hơi thở nào không tu là hơi thở đó thất niệm, hơi thở nào còn tu hơi thở đó chánh niệm. Trong hơi thở đó còn tu, hơi thở nào không tu á thì phải có như lý tắc ý. Khi thở vô thở ra ông thấy tu, như lý tắc ý nhắc ông còn thở ông còn tu ông ơi, là như lý tắc ý nhắc á, gọi là như lý tắc ý. Trong nhà Phật gọi là như lý tắc ý, còn thở còn tu như lý tắc ý. Còn thở còn tu. Rồi á là trong thở có tu, nó là tu phải có chánh pháp. Chánh pháp có nghĩa là phải là cái phương pháp mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy. Còn ai dạy là không có phải, mà phải chính Đức Phật dạy. Cho nên mình tìm sao cho bằng được cái phương pháp mà Đức Phật dạy, mình phải học kinh luật luận của nhà Phật là Tipitaka, là Tam Tạng Giáo Điển, phải học thông qua những vị thầy nguyên bác mới có thể biết được con đường này, chứ không phải dễ dàng gì ai cũng biết được con đường chánh pháp đâu. Chánh pháp nghĩa là con đường đúng mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nha. Chứ còn người khác dạy là không được. Như vậy thì ngày nay quý thầy dạy không được không? Quý thầy dạy được. Là quý thầy đó phải có học chánh pháp. Và quý thầy đem cái chánh pháp đó truyền lại cho mình thì là đúng. Quý thầy dạy
pháp của Phật chứ đâu phải dạy pháp của quý thầy. Quý thầy học pháp rồi dạy lại, có thể dạy không đúng 100%, tùy vào trình độ, tùy vào nhận thức, tùy vào trải nghiệm, tùy vào tu tập mà dạy khác nhau. Nhưng vẫn lấy cái bài căn bản của Đức Phật dạy mà triển khai. Cho nên đó là dạy chánh pháp phải bám kinh luật luận, mà những bài kinh đó là được, phải được bậc tiền bối công nhận. Ví dụ như kinh điển kinh Nikaya, kinh điển A Hàm, những cái hệ thống kinh điển nào mà được các bậc tiền bối công nhận thì cái kinh điển đó là gần với lời Đức Phật nhất. Còn bây giờ tự nhiên mình chế ra cuốn kinh nào nói sao được, đó, đâu có gốc gác gì này nọ, thì cái độ chính xác nó đâu có cao. Đó là các nhà khoa học ta đánh giá thôi. Vậy thì ở trong cái tu phải có chánh pháp, và trong cái chánh pháp rồi phải có sự nỗ lực. Nỗ lực là gì? Cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố lên, cố gắng, cố lên, cố gắng, cố lên. Ngày đêm, không có rảnh đâu mà đi cãi lộn, không có rảnh đâu là để đi so đo. Nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực, cần chuyên nỗ lực. Là người này sẽ thành tựu đạo quả Bồ Đề ở trong chính kiếp này và những kiếp về sau. Đạo quả Bồ Đề, ai mà được cái quả này là ngon nè. Chứ bây giờ là quả mít, quả bưởi, quả sồi, quả me đồ gì đó thì ăn rồi nó cũng hết. Chỉ có quả Bồ Đề này mới là gọi là ngàn năm thôi. Quả này mới là quả ngon nè, hiểu không? Hái đi, ăn đi. Còn mà hái quả nào nữa, phải không? Đó, quả Bồ Đề là tuyệt diệu rồi, còn cái gì nữa. Nên đó là hưởng quả Bồ Đề mà quý vị. Nên kinh nhà Phật hay lắm. Người ta học kinh rồi người ta hành liền. Học kinh cái tối tối là ta ngồi, ta bước ra, ta rảnh cái là ta nhập định, rảnh cái là ta tu mình, rảnh cái là ta ra am ra thất, rảnh cái là độc cư liền là ta tu, ta tranh thủ từng thời gian. Biết đâu ngày nay còn thở, ngày mai có thở nữa không tu. Nói thiệt đó quý vị, không có biết được đâu. Nghiệp nó tới rồi không có chạy đâu. Mới hôm qua sân sẩn, bữa nay biết. Sự thật sắc chá, sự thật. Cho nên quý vị, tha được cho người ta là tha đi, bỏ được thì bỏ đi, xả được thì xả đi, làm phước được thì làm đi, tu được thì tu đi. Mai có thở được không, có sống được không? Giật mình đi, tỉnh mộng đi. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng. Ở trên đời này không ai làm đúng hết, cũng có sai có gì hết. Nhưng mà sai đâu, sám hối đó, sửa đó, đi cho nó đúng. Cái định hướng của mình là phải định hướng đúng, trên đường đó sẽ có sai. Cái định hướng là đây nè, là con đường đạo nè, đây là định hướng đúng nè. Nhưng mà trên đường đúng là có lệch qua lệch lại, lệch tới lệch lui có hoài à. Ai mà đi ngay đường quay là mau tới, còn đi lệch tới lệch lui lâu tới. Nhưng mà lệch ra ngoài cũng phải đi vô, sám hối đi vô. Biết đâu nghiệp cũ quá khứ, trời xui đất khiến, tùm lum chuyện hết trơn, không có biết đường đâu để rợ chân. Nhưng mà nó chạy cái con đường này là con đường đúng nè. À, giá mắt gá đường đạo cao thượng. Nhưng mà trong đời sống mình bị lôi, bị kéo, bị này nọ tùm lum, nó lệch qua lệch lại. Mình dùng như lý tắc ý, đánh vô dùng tệ nha Phật, đánh vô à, rồi là Long Thiên Pháp gia hộ, Phật gia hộ, đi ngược lại, đi vô con đường, lệch ra đi vô, lệch ra đi vô, nhầm người lệch xa, biết mà xa mới đi vô. Nhầm người lệch tới trên này mới đi vô, tới này mới đi vô. Người ta nói cái đường này không, ta đi tới đây rồi. Cho nên những người nào mà ít lệch chừng nào đó, có chánh niệm tỉnh giác chừng nào, ít lệch chừng nào đó, họ đi mau tới. Còn người mà đi lệch kiểu này là lệch tới lệch lui đi vô, mà lệch mà còn đi vô được là còn may phước. Mà lệch rồi là đi luôn mênh mang trời đất, biết ra ngã nào là thấy thua rồi. Lệch mà không biết đường đi vô luôn. Không ai dẫn cho vô, không có như lý tắc ý để cho vô, không có nhìn lại mình để sám hối là thua, đi luôn. Đau khổ triền miên khói lửa, đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, Atula, những con đường ác. Đi một mình mà bị con đường ác nó bao giây rồi không ra khỏi. Nhưng mà nếu chúng ta cuộc đời mình còn có Phật, cho nên chúng ta quyết chí quay về. À, để thầy có một bài thơ nghe, bài thơ để trong điện thoại nha, mà hồi ngày Phật đản đó thầy có làm bài thơ.
Đọc bài thơ này cho vui rồi mình nghĩ. À, ngày Phật đến, ngày Phật đến con còn nơi hư ảo, kiếp luân trầm trôi nổi mịt mù xa. Ngày Phật đến trời đất rải đầy hoa, nơi nhân thế ta bà nay rực rỡ. Hỡi hồng trần biết bao người nức nở, khóc ta bà u tối giữa đêm đen. Sanh tử si mê hận thù chiếm đoạt, ích kỷ hẹp hòi tham đắm vô minh. Ngày Phật đến hé lộ ánh bình minh, xua bóng tối bao đời còn mê ngủ. Hỡi sanh chúng biết bao nhiêu cho đủ, dù sang hèn cũng chỉ một đời thôi. Giải thiên hà vũ trụ đang trôi, đưa sanh chúng muôn loài đi bất tận, đưa cả nghiệp quán than và thù hận, để trở về muôn kiếp quá hư vô. Ngày Phật đến con hết đơn cô, vì con biết đời con còn có Phật. Giữa nhân thế diệt sanh còn mất, ta quay cuồng trong danh lợi hơn thua. Được chẳng bao nhiêu còn lại chát chua, ta cũng mất, của ta rồi cũng mất. Phật mở lối tỳ kheo đường hành khất, thiền định độc cư đoạn diệt tâm phàm, để xa lìa danh lợi muốn ham. Đời xương gió tam y và nhất bát, người cư sĩ tóc xanh nay điểm bạc, ngủ giới gìn nương tam bảo tịnh tâm. Cõi vô minh được tẩy xóa âm thầm, về an lạc nơi tâm đầy hạnh phúc. Dẫu nhân thế còn trắng đen trong đục, dẫu hồng trần còn tham dục vẫn diễn ra, ai thức tâm tầm chân lý đạo Thích Ca, sẽ ra khỏi ái hà sanh tử tận. Hỡi chúng sanh còn trong bể khổ, hãy nương thiền tế độ mà qua, sông mê vượt khỏi ái hà, lên bờ giải thoát mới là an vui. Đó, bài thơ thầy mày viết để chào đón Phật đản năm nay đó, năm Phật lịch năm nay. Viết hay lắm, làm chịu được nhiều. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi sáng hôm nay. Thông qua kinh Zoom meeting của chùa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook hoặc là các cái trang mạng xã hội để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh thầy cũng như hình ảnh chùa để bán thuốc mà thôi. Nên quý vị gặp trường hợp đó, nếu có thiệt hại về tài chính tiền bạc, hãy liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết. Còn ai muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ với văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Thứ hai này chúng ta cũng có một cái chương trình phát quà cho người khiếm thị, người mù, trẻ em tàn tật ở tại Bến Tre. Rất là tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa, như Phật điện cũng như phòng thuốc nam thiện pháp. Chúc quý vị một ngày được an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Buổi sau chúng ta học tiếp bài khác, và thầy sẽ đưa cho quý vị một clip bài giảng, tức là một cái về thực hành kinh Nikaya di diệu pháp, để cho quý vị nắm được cái clip bài đó mà chúng ta theo dõi, và hướng dẫn cho quý vị một số cái ở trong bài kinh nào, như là trong quán Nikaya nào, những cái bài đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho quý vị để người ta nắm được con đường tu tập mà bắt đầu mình tu. Còn mấy bài sau chúng ta sẽ bổ sung những điểm mình còn khiếm khuyết trên đường tu tập. Chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ, weekend vui vẻ. Xin mời quý vị chúng ta hồi hướng. Y đằng nô nhá tì nằng hòn tu su kì ta hòn tu nhá ta dù. Y đằng nô nhá tì nằng hòn tu su kì ta hòn tu nhá ta dù. Y đằng nô nhá tì nằng hòn tu su kì ta hòn tu nhá ta dù.